Y võ song toàn, Tần Lâm. Tập 16. Nói rồi, Bối Bối ra mở cửa, một nam thanh niên bước vào. Đột nhiên, mọi người được một phen kinh ngạc. Oa, đây chẳng phải là Từ Lập Cường, một diễn giả lớn hay sao? Đúng vậy, mời được cả Từ Lập Cường đến Livestream. Bối Bối giỏi thật đấy. Lầu trên đều là người mới đến đúng không? Bối Bối vốn là phát thanh truyền hình chuyên nghiệp, có bạn bè như vậy chẳng phải là rất bình thường sao? Bối Bối vốn kể chuyện cười đã rất hay rồi, lại thêm cả Từ Lập Cường nữa thì lại càng đỉnh hơn. Mọi người đều rất ngạc nhiên, Bối Bối kể chuyện cười thực sự đã rất lợi hại rồi, lần này còn tìm cả Từ Lập Cường nữa, hiệu quả của chương trình chắc chắn sẽ vô cùng tốt, tất cả đều tràn đầy sự kỳ vọng. Bối Bối vẫn giữ phong độ cao, đến người của đài truyền hình còn mời được nữa là, diễn biến tiếp theo chắc chắn sẽ vô cùng hấp dẫn. Lúc này thứ hạng của Bối Bối là 31, Vương Đông Tuyết xếp thứ 30. Vừa hay vào phạm vi mời của chuyến tàu cao tốc. Vẻ mặt Bối Bối hiện lên chút không vui, chỉ là một streamer nấu ăn mà dám đấu với cô ta sao? Chào mọi người, tôi là Từ Lập Cường, nhưng hôm nay tôi sẽ không diễn thuyết gì cả, tôi đến đây để làm vai phụ cho Bối Bối. Bối Bối cười nói, được ngôi sao lớn diễn vai phụ cho, đãi ngộ của tôi tốt thật đó. Hai người nói chuyện tung hứng qua lại, thực sự rất thú vị, hiệu quả của chương trình cũng rất tốt, lượng người xem càng ngày càng tăng. Vương Đông Tuyết bị đẩy ra ngoài, xếp thứ 31. Vãi trưởng, cô Bối Bối này giỏi đấy, còn mời được cả người ở đài truyền hình cơ mà, quá đáng thật. Đúng đấy, cấm tuyển thủ chuyên nghiệp tham gia cuộc thi. Người ta là nền tảng Livestream, cô bắt nạt người khác vậy sao? Xong đời rồi, Đông Tuyết chẳng dễ dàng gì mới chen được vào, lại thua rồi. Một lát sau, phòng Livestream của Vương Đông Tuyết có vài người vào, bắt đầu bình luận, đồ giả tạo. Dám đấu với chị Bối Bối, cô không xem lại bản thân xem mình đẳng cấp gì. Chỉ là một người nấu ăn, cô nghĩ cô là ai? Streamer nhỏ thì làm kiếm chút tiền sống qua ngày là được rồi, còn muốn tham gia lễ hội Carnival. Có chút tài năng này thôi sao? Tự biết lượng sức mình đi. Vừa thấy bình luận, mọi người đều tức giận. Vừa nhìn là biết biệt đội chửi thuê của Bối Bối, cô Bối Bối này cùng lắm thì cũng chỉ được xem là có chút nổi tiếng, không dám công khai châm chọc Vương Đông Tuyết. Nhưng cô ta đã lén lút gọi biệt đội chửi thuê của mình sang đạp Vương Đông Tuyết một cái, để Vương Đông Tuyết biết cô ta không dễ chọc vào. Mọi người vô cùng tức giận, cô ta giỏi thì giỏi thật, nhưng mà qua đây châm chọc thì đúng là không coi bên này ra gì. Dì Phùng đâu, dì Phùng mau xuất hiện, có người giả tạo. Dì Phùng không ra tay là các người nghĩ chúng tôi không trị được các người sao. Vạn người viết huyết thư cầu dì Phùng ra tay, mấy bình luận bên này đúng là có chút hiệu quả. Dì Phùng nhà họ Tần, chờ chút. Chỉ một câu nói, chờ chút, của dì Tần đã lập tức khiến mọi người thêm lòng tin, dì Phùng ra tay thì chắc chắn sẽ càn quét hết quân địch. Dì Phùng cố lên, để cho bọn họ biết uy quyền của dì đi. Cái này chắc không đơn giản đâu, người ta là người của đài truyền hình mà, dì Phùng có giỏi hơn thì cũng phải có mức độ chứ. Tôi cũng chẳng tin dì Phùng cho lắm, lần này chúng ta nhận thua đi, cùng lắm thì năm sau cố gắng lại lần nữa. Thấy những bình luận này, Tần Lâm cười nhạt, chỉ là người dẫn chương trình của một chương trình truyền hình thôi mà. Có giỏi hơn thì cũng chỉ là người dẫn chương trình của đài truyền hình cấp thành phố của đài truyền hình Đông Hải thôi. Ra khỏi Đông Hải, thì có mấy người biết anh ta chứ? Nếu bàn về độ nổi tiếng, ai có thể so với đài truyền hình Trung ương chứ? Đài truyền hình Trung ương là lão đại trong ngành, có rất nhiều chương trình nổi tiếng ai ai cũng biết, Tần Lâm lại có quen tổng thanh tra của bọn họ, nhờ giúp đỡ chắc không thành vấn đề. Khoảng 5 phút sau, điện thoại của Vương Đông Tuyết bỗng kêu lên. Theo lý thuyết thì trong lúc Livestream không nên nghe điện thoại, nhưng sau khi Vương Đông Tuyết cầm điện thoại lên, nhìn thấy một dòng tin nhắn, do dự một lát rồi cô ấy vẫn nhấn nút nhận cuộc gọi. Xin chào, đầu dây bên kia nói vài câu, sau đó Vương Đông Tuyết trợn tròn mắt, có chút không biết phải làm sao. Thật vậy sao, mọi người sắp đến rồi sao? Vâng vâng, để tôi đi chuẩn bị một lát. Vương Đông Tuyết ngắt điện thoại. Vẫn chưa định thần lại, nhìn vào ống kính máy quay nói, các bạn fan ơi, lát nữa chắc tôi phải thay đổi thiết bị Livestream một chút, có tổ chương trình tìm đến tôi, muốn giúp tôi quay Livestream, kênh chat lập tức bùng nổ bình luận, mọi người bắt đầu tò mò hỏi rốt cuộc là sao? Là điện thoại của ai mà có thể khiến Đông Tuyết hoang mang như vậy? Vương Đông Tuyết nhìn bình luận rồi nói, người gọi điện thoại đến nói là đạo diễn Điền Đông Thăng. Cái gì, đạo diễn Điền Đông Thăng, ẩm thực hoa hả? Vãi, có thật không thể,
Tổ chuyên mục, ẩm thực, đến quay livestream cho Vương Đông Tuyết sao? 11 mọi người bàn tán sôi nổi, có chút ngạc nhiên. Ẩm thực Hoa Hạ là một chương trình hot nhất của đài truyền hình Trung ương, có thể nói là vô cùng nổi tiếng trên toàn quốc, quay thức ăn của Hoa Hạ vô cùng tinh tế, đẹp mắt. Đây là chương trình thu được hiệu suất cao nhất trên toàn quốc, nhà nào cũng xem, hơn nữa Vương Đông Tuyết còn là streamer ẩm thực, đúng là anh tài tụ hội. Trong lúc mọi người đang bàn tán, Vương Đông Tuyết nghe thấy tiếng gõ cửa, vội vàng bỏ con dao phay xuống rồi ra mở cửa, góc quay của điện thoại cũng vừa hay có thể nhìn ra phía ngoài cửa. Sau khi mở cửa, bốn người đàn ông cùng hai người phụ nữ bước vào, khiêng máy quay, các loại đèn và những dụng cụ vô cùng chuyên nghiệp khác. Trời đất, đúng là Điền Đông Thăng rồi. Tôi đã từng xem phỏng vấn của Điền Đông Thăng rồi, người này đúng là đạo diễn Điền Đông Thăng. Đâu chỉ có vậy, mọi người xem cô dẫn chương trình kia đi. Đây là Tiểu Lan, đúng là Tiểu Lan rồi, người dẫn chương trình, ẩm thực, cũng là MC của Gặp Nhau Cuối Năm. Có thể làm dẫn chương trình của Gặp Nhau Cuối Năm thì cũng chẳng phải là người thường. Cô Tiểu Lan này có thể gọi là chị đại của đài truyền hình Trung ương, cô ấy toàn tham gia sản xuất những đêm hội lớn và rất nhiều chương trình mang tầm cỡ quốc gia. Đạo diễn Điền Đông Thăng, Tiểu Lan, lại còn cả một số nhân viên chuyên môn nữa, đây đúng là đội ngũ nguyên bản của chương trình, ẩm thực, rồi. Đội hình này đúng là kinh khủng thật. Điền Đông Thăng sắp xếp ánh sáng rồi bàn bạc với Vương Đông Tuyết vài câu đơn giản sau đó bắt đầu quay. Vương Đông Tuyết tắt livestream sau đó bật lại lần nữa. Lần này không phải dùng chiếc điện thoại bình thường của cô ấy nữa mà là máy quay chuyên nghiệp của đài truyền hình Trung ương. Sau khi lắp xong tất cả các thiết bị, chất lượng hình ảnh lập tức nâng cao lên mấy lần. Wow, đẹp thật đấy, đúng là đài truyền hình Trung ương có khác, đỉnh vãi. Mọi người xem. Đông Tuyết chẳng khác trước tí gì, giống y như lúc dùng điện thoại, chứng tỏ là không dùng filter làm đẹp. Đúng đấy, chẳng có hot girl mạng nào dám xuất hiện trước ống kính như thế này đâu. Cũng chỉ có Đông Tuyết thôi. Điền Đông Thăng đứng sau ống kính bắt đầu chỉ đạo, dẫn chương trình Tiểu Lan đứng trước ống kính cười nói. Xin chào quý vị khán giả, đây là tổ truyền mục âm thực, chương trình đặc biệt lần này của chúng tôi là Livestream âm thực. Những năm gần đây ngành Livestream đang rất khởi sắc. Liên tiếp xuất hiện những cao thủ, đứng bên cạnh tôi đây là một nữ đầu bếp nổi tiếng của nền tảng Hồ Mu. Đông Tuyết, chào bạn, đúng là người dẫn chương trình của đài truyền hình Trung ương có khác, lời mở đầu này lập tức khiến mọi người cảm thấy hứng thú, mọi người cảm giác như đang xem TV vậy, dường như kênh Livestream biến thành chương trình của đài truyền hình Trung ương vậy. Vương Đông Tuyết cũng chuẩn bị xong rồi. Chào chị, tôi là streamer Đông Tuyết, hôm nay tôi đã chuẩn bị 8 món ăn. Bây giờ tất cả các nguyên liệu đã được chuẩn bị xong rồi, bây giờ sẽ bắt đầu nấu món thứ nhất, cá sóc. Vương Đông Tuyết bắt đầu chiên cá, dẫn chương trình đứng bên cạnh, vừa giải thích vừa hỏi. Vương Đông Tuyết bình thường cũng rất biết ăn nói trên Livestream, lại thêm miệng của Tiểu Lan nữa, hai người phối hợp với nhau lại càng thêm ăn ý. Ánh sáng cũng vô cùng đẹp mắt, Điền Đông Thăng không hổ danh là người đàn ông quay ẩm thực đẹp nhất Hoa Hạ, dưới sự chỉ đạo của anh ta, máy quay quét qua các loại thức ăn. Cho dù chỉ là hành gừng tỏi bình thường cũng khiến người ta cảm thấy thèm thuồng. Đây đúng là ẩm thực phiên bản Livestream rồi. Mọi người đều sôi nổi, tên của kênh Livestream cũng đổi thành Livestream ẩm thực, lượng người xem kênh cũng tăng vọt, được đầy lên trang đầu. Donate chỉ bùng nổ trong chốc lát, sau đó từ từ giảm. Nhưng hiệu quả của chương trình mang tới lượt người xem lại ngày càng cao, Vương Đông Tuyết nấu ăn đã rất giỏi rồi, sắc hương vị đều vô cùng tuyệt vời. Lại được tổ chương trình quay nữa nên đã lập tức trở thành nhân vật cấp thần bếp, đạt được top 1 trong giới Livestream nấu ăn. Lượng người xem tăng vọt, kênh lập tức tăng hạng lên xếp thứ 20. Bối bối đang đứng thứ 30 lập tức bị đẩy ra ngoài. Bởi bối chau mày, cũng liếc qua kênh của Vương Đông Tuyết, lập tức vô cùng kinh ngạc, người phụ nữ này lại có thể mời tổ chương trình, ẩm thực. Tổ chuyên mục, ẩm thực, điên rồi à, chạy đến nhà streamer quay cái gì? Bối bối cắn răng. Không thể nuốt trôi cục tức này, đột nhiên nhấn tương tác với Vương Đông Tuyết. Vương Đông Tuyết ngây người, nhìn thấy một lời mời xuất hiện trên điện thoại, do dự một chút, trong lòng nghĩ cô bối bối này chắc là có chuyện gì đó, liền ấn chấp nhận. Sau đó, màn hình liền chia làm hai nửa, Vương Đông Tuyết và bối bối đồng thời xuất hiện trên màn hình. Bối bởi vẻ mặt u ám, nói, Đông Tuyết à, cô lợi hai đấy, có dám đấu không? Vương Đông Tuyết chau mày, đấu cái gì? Đấu lượt người xem, không phải cô lợi hại lắm sao, mời được cả tổ chương trình, ẩm thực cơ mà, chỉ bằng cược một ván đi,
thua rồi thì nhường lại tấm vé tham dự buổi tiệc. Vương Đông Tuyết ngây người, đột nhiên chau mày lại, cô bối bối này đúng là tính tình nóng nảy. Với tình hình hiện tại, cả hai người bọn họ đều có thể lấy được vé mời lên chuyến tàu cao tốc. Nhưng bối bối lại cứ muốn đấu với Vương Đông Tuyết, giống như bị cô ấy đè xuống là một chuyện rất mất mặt vậy. Bối bối là streamer nổi tiếng với cả 100.000 fan, Vương Đông Tuyết chẳng qua chỉ là streamer nhỏ mới nổi mà cũng có thể đè cô ta xuống. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, sau này bối bối làm gì còn mặt mũi nữa. E là mỗi lần lên Livestream đều sẽ có người nhắc đến chuyện lần này, giống như Tiểu Hồ Nương vậy, mỗi lần nhắc đến kênh Livestream của Đông Tuyết chắc chắn có người sẽ thêm mắm dặm muối vào. Hôm nay nhất định phải phân thắng bại, Vương Đông Tuyết không muốn như vậy chút nào, nhưng tất cả các bình luận của fan đều đồng thanh. Đồng ý, đồng ý, đồng ý, trong kênh chat của Vương Đông Tuyết, các bình luận đều thống nhất như một. Mặc dù Vương Đông Tuyết hiền lành tốt bụng, nhưng nhìn thấy nhiều fan bảo cô ấy đồng ý, cô ấy cũng khó lòng làm trái. Được thôi, người cùng ngành luôn là kẻ thù, mặc dù hai người bọn họ không livestream cùng chủ đề, nhưng bây giờ bối bối đã coi cô ấy là cái đinh trong mắt, không trừ khử được thì sẽ vô cùng khó chịu. Bối bối cười lạnh, được, vậy chúng ta sẽ theo thời gian quy định của tàu cao tốc, vẫn còn nửa tiếng nữa, cuối cùng xem lượng người xem của bên nào cao hơn. Nói xong. Bối bối tắt tương tác, hai người lại trở về phần livestream của riêng mình. Tiểu Lan cười cười, nói trước ống kính máy quay, không ngờ lại gặp phải chuyện như thế này, ngành livestream của các cô thì ra là thích cạnh tranh với nhau như vậy. Chuyện lúng túng như vậy mà Tiểu Lan cũng hóa giải một cách đơn giản, đúng là dẫn chương trình đài truyền hình trung ương có khác, Vương Đông Tuyết tiếp tục livestream, fan cũng dần tăng lên. Còn bên bối bối, dường như lượt người xem đã dừng lại. Chỉ có một mình bối bối đang livestream, bạn của cô ta Từ Lập Cường hình như đang đi gọi điện thoại. Bối bối, ai cho cô dũng khí đi PK với Đông Tuyết đấy, người ta là tổ chương trình ẩm thực đấy. Đúng đấy, đấu với tổ chương trình đài truyền hình trung ương có chút khó đấy. Chị bối bồng bột quá, rõ là nắm chắc vé lên tàu cao tốc rồi mà lại còn cứ đi cược với người ta. Rất nhiều fan của bối bối bình luận cảm thấy cô ta làm vậy có chút kích động. Đội ngũ của người ta mạnh mẽ như vậy cơ mà, hơn nữa còn là tổ chương trình, ẩm thực, lần đầu livestream, rất nhiều người đều tò mò, lượng người xem chắc chắn sẽ không giảm xuống. Bối bối nhìn thấy những bình luận như vậy, chỉ cười nhạt. Các bạn thân mến, cảm ơn sự quan tâm của các bạn, nhưng tôi hy vọng các bạn sẽ có lòng tin vào tôi, bối bối tôi cũng không phải là sói vô danh. Thấy mọi người nói như vậy, bối bối không hề để ý, bởi vì cô có cách. Cô ta có tuyệt chiêu có thể làm cho mọi người đều thán phục, mấy người càng không tin càng tốt, lát nữa cô ta phản đòn, mọi người sẽ càng thêm kinh ngạc. Bao gồm cả Đông Tuyết. Để Đông Tuyết tự cho mình là đúng, tưởng mời được đài truyền hình trung ương là vô địch sao, lần này bối bối sẽ cho cô ấy biết thế nào là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Từ Lập Cường nhanh chóng trở lại, ngồi trước ống kính, cười ha ha nói. Hôm nay rất may. Tôi lại mời thêm được một người bạn rất đặc biệt nữa cùng đến livestream với bối bối hỏi không hề giả trận, ô. Vậy sao, là người bạn nào vậy? Từ Lập Cường cười nói, không biết cô có xem chương trình, The Voice, không? Đương nhiên là tôi có rồi, đó là show truyền hình thực tế có hiệu suất công chiếu cao nhất trên toàn quốc mà. Lần này tôi đã giúp cô mời đến một khách mời là quán quân năm nay của chương trình The Voice, Vương Điềm Điềm. Từ Lập Cường vừa nói xong. Kênh chat lập tức bùng nổ. Trời má, thật sao Vương Điềm Điềm nữ thần của tôi? Mời được cả Vương Điềm Điềm sao? Tài thật đấy, bây giờ còn ai hot hơn Vương Điềm Điềm chứ? Nếu mời được Vương Điềm Điềm tới tôi sẽ tặng hỏa tiễn siêu cấp. Đúng vậy, tôi cũng tặng. 11 khiến fan rút tiền tặng quà không phải là chuyện dễ dàng gì. Vừa nhắc tới Vương Điềm Điềm, fan đã chủ động donate, có thể thấy độ nổi tiếng của Vương Điềm Điềm cao đến như thế nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đúng vậy, ẩm thực là chương trình thu được hiệu suất công chiếu cao nhất trên toàn quốc trong năm nay. Nhưng kết quả này không bao gồm những show truyền hình thực tế. Chương trình truyền thống không thu được hiệu suất công chiếu cao như show truyền hình thực tế. Điều này là đương nhiên, đài truyền hình trung ương khá là khắt khe, cho nên rất ít phát các show truyền hình thực tế như vậy. Show truyền hình thực tế đều là của truyền hình vệ tinh địa phương. Mà chương trình hot nhất năm nay chắc chắn là The Voice. Vương Điềm Điềm vô cùng có tài năng, đã trở thành quán quân của chương trình này, vô cùng nổi tiếng, bây giờ cũng đã được xem là nghệ sĩ có lưu lượng.
Hơn nữa bây giờ đang là thời kỳ đỉnh cao của Vương Điềm Điềm, ấn tượng của mọi người về cô ta chỉ dừng lại cờ cuộc thi, The Voice, cô ta chưa bao giờ xuất hiện với thân phận của một người nghệ sĩ cả, bao gồm phỏng vấn, show thực tế, phóng sự, tất cả đều không có. Mọi người chỉ nghe Vương Điềm Điềm hát thôi nên vô cùng tò mò về cuộc sống và tính cách của cô ta. Nếu lần này Vương Điềm Điềm đến Livestream thì chắc chắn lượt xem sẽ bùng nổ. Ngay sau đó, trong căn phòng của Bối Bối truyền đến tiếng gõ cửa, Từ Lập Cường đi ra mở cửa, một cô gái vừa trắng trẻo, cao ráo bước vào, vẻ mắt thẹn thùng, có chút xấu hổ bước vào. Độ vãi chưởng, là Vương Điềm Điềm thật, nữ thần đến rồi, nữ thần anh yêu em, tôi chết mất, kênh Livestream chả nói trước gì cả. Tặng máy bay nào? Tôi vừa tặng hỏa tiễn siêu cấp rồi, Bối Bối quá đỉnh. Chẳng trách Bối Bối lại tự tin như vậy, nói chắc chắn có thể đè nát Đông Tuyết, thì ra là quen biết Vương Điềm Điềm. Mặc dù đài truyền hình trung ương cũng đỉnh nhưng show truyền hình thực tế của truyền hình vệ tinh địa phương lại càng được biết đến rộng rãi hơn, danh tiếng của tổ chương trình, ẩm thực, so với The Voice, thì chắc chắn ẩm thực thắng, nhưng lượt người xem thì phải nghiêng về The Voice. Vương Điềm Điềm vừa xuất hiện, kênh chat lập tức bùng nổ. Đến trước máy quay, Vương Điềm Điềm ngồi giữa, chào mọi người trước ống kính, có chút vấp pháp. Từ Lập Cường ngồi bên cạnh vô cùng chuyên nghiệp, cười ha ha nói. Người đẹp Vương Điềm Điềm, đây là lần đầu tiên cô tương tác với fan bằng phương thức này đúng không? Tôi là một dẫn chương trình không chuyên, phỏng vấn cô một chút có được không? Vương Điềm Điềm cười rồi nói, vâng, nhưng anh Lập Cường đừng hỏi tôi cũng câu hỏi quá nhạy cảm, tôi sợ không trả lời được. Từ Lập Cường cười, nhưng các bạn khán giả lại rất mong đợi tôi hỏi những câu hỏi nhạy cảm một chút đấy, được rồi, chúng ta mở màn thôi. Câu hỏi thứ nhất, cô đã có bạn trai chưa? Từ Lập Cường hỏi như vậy, người xem lập tức bùng nổ. Sắc bén thật, vừa vào đã hỏi câu hiểm thế. Không hổ danh là Livestream có khác, so với tác phong phỏng vấn của đài truyền hình có sự khác biệt rất lớn, dân cư mạng lại càng thích xem cái này hơn. Vương Điềm Điềm vừa tới. Kênh Livestream của Bối Bối đã lập tức thăng hạng lên vị trí thứ 9, vượt xa Vương Đông Tuyết. Mặt khác, mọi người thấy sự xuất hiện của Vương Điềm Điềm liền lập tức kích động. Tôi cũng muốn đi xem Vương Điềm Điềm. Không được, chúng ta phải ở đây xem Đông Tuyết, không được phản bội. Nhưng mà, bên kia là Vương Điềm Điềm đẩy. Như thế cũng không được, anh em phải giữ vững mặt trận. Dì Phùng ơi, dì Phùng mau xuất hiện sắp xếp lại kỷ luật đi, lòng quân nao núng rồi. Mỗi cô Vương Điềm Điềm mà làm mọi người đều muốn chạy đi xem. Mấy giây sau, Tần Lâm bình luận, chờ chút, dì Phùng lại ra tay rồi, nhìn thấy chưa? Đúng vậy, chờ chút của dì Phùng là kinh điển trong giới Livestream, dì Phùng lại muốn ném trứng gà thổi sao? Ha ha, chiến thuật trứng gà thôi có hơi ác đấy, nhưng mỗi lần dì Phùng nói câu, chờ chút, là đều có chuyện lớn. Tần Lâm quay màn hình điện thoại, đúng lúc ống kính quay đến mấy món ăn Vương Đông Tuyết đang làm. Sắc hương vị đều vô cùng tuyệt vời, nhìn vô cùng thích mắt. Sau đó, Tần Lâm gửi đoạn video cho Tô Văn Kỳ. Đến ăn không, Tô Văn Kỳ nửa đêm nhìn thấy cái này liền lập tức kinh ngạc. Wow, anh đang ở đâu? Tần Lâm gửi vị trí cho Tô Văn Kỳ, Đông Tuyết lần trước tương tác với cô đấy, cô ấy đang Livestream, còn có cả tổ chương trình, ẩm thực nữa, bây giờ cô xuất phát vẫn kịp ăn đấy. Xuất phát ngay đây, Tô Văn Kỳ cũng không có thời gian kỳ kèo với Tần Lâm. Lập tức gọi tài xế chở cô ấy đi. Trên đường đi, Tô Văn Kỳ liên lạc với Vương Đông Tuyết. Sau lần tương tác trước, hai người có thêm Zalo của nhau. Nhưng Tô Văn Kỳ là thiên hậu, Vương Đông Tuyết cũng không dám làm phiền nên chẳng bao giờ nói chuyện với nhau. Vương Đông Tuyết nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, lập tức hoang mang, ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Lan, lại nhìn đạo diễn Điền Đông Thăng. À, chị Tô Văn Kỳ muốn đến chỗ tôi ăn cơm. Đến cả Điền Đông Thăng cũng ngây người. Đưa tay ra hiệu ok với cô ấy, lần này đến đây vốn chỉ vì tăng lượt xem cho Vương Đông Tuyết, cũng có phải là quay chương trình đâu, ai đến trả được. Tiểu Lâm cười cười, nói trước ông kính máy quay, tài nấu nướng của Đông Tuyết đúng là xuất sắc, còn hấp dẫn được cả thiên hậu đến đây nữa. Vương Đông Tuyết vô cùng sửng sốt, còn hai món nữa, tôi phải làm nhanh mới được. Dưới bàn tay khéo léo của Vương Đông Tuyết, hai món cuối cùng nhanh chóng được làm xong, vừa bê thức ăn lên thì ngoài cửa có tiếng gõ. Vương Đông Tuyết vội vàng ra mở cửa, máy quay cũng theo sát phía sau. Đập vào mắt là một người nữ cao gầy đeo khẩu trang, kính đen, đội mũ lưỡi trai. Cho dù có che kín như vậy nhưng vẫn có thể nhận ra đây là Tô Văn Kỳ. Trời ơi, đúng là chị Tô, quá là đỉnh cao, chị Tô đến nhà Đông Tuyết ăn cơm.
Chị Tô bây giờ là nhân vật tai tiếng số một hiện nay rồi, lần phỏng vấn trước vẫn còn nhiều chỗ chưa nói rõ. Bối Bối lần này xong rồi, tưởng tìm được quán quân, The Voice, là đỉnh lắm, cuối cùng Đông Tuyết còn tìm đến cả huấn luyện viên của The Voice, rồi. Ha ha ha, Vương Điềm Điềm còn không mau qua gặp lão sư. Tô Văn Kỳ là huấn luyện viên của The Voice, Vương Điềm Điềm chính là học trò mà cô ấy huấn luyện. Xét về độ nổi tiếng thì Vương Điềm Điềm và Tô Văn Kỳ chắc chắn không có sự khác biệt. Chỉ có một ưu điểm duy nhất chính là cảm giác mới lạ. Tô Văn Kỳ cũng nổi nhiều năm rồi, tính cách và cuộc sống của cô ấy mọi người đều biết hết rồi. Nhưng Vương Điềm Điềm là người như thế nào thì mọi người rất tò mò. Nhưng ưu điểm duy nhất đó giờ cũng không có tác dụng, bởi chuyện mấy ngày trước của Tô Văn Kỳ đang sôi sùng sục trên cộng đồng mạng. Tất cả các trang đầu trong giới giải trí đều có tên Tô Văn Kỳ. Bây giờ độ hot vẫn chưa giảm, mọi người đang rất quan tâm đến câu chuyện này, cho nên bây giờ Tô Văn Kỳ đang là nghệ sĩ được bàn luận nhiều nhất hiện nay. Nổi tiếng, dư luận, còn là đề tài hot, thiên hậu như vậy đi đến đâu thì cũng đều là tiêu điểm. Tô Văn Kỳ bước vào, chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống bàn ăn. Trên bàn ăn chỉ có ba người phụ nữ xinh đẹp là Tô Văn Kỳ, Đông Tuyết và Tiểu Lan, những nhân viên khác đều tránh đằng sau, tất nhiên Vương Đông Tuyết cũng chuẩn bị đồ ăn cho bọn họ. Trước ống kính máy quay, Tiểu Lan bắt đầu phỏng vấn Tô Văn Kỳ, tôi cũng là một fan trung thành của chị Tô, theo như tôi được biết thì chị Tô cũng xuất thân từ streamer, chắc rất nhiều người không biết tới chuyện này phải không? Tô Văn Kỳ cười nhạt, xem ra Tiểu Lan đúng là một fan của tôi, đúng vậy, trước đây tôi có làm streamer một thời gian, đúng là có rất ít người biết việc này. Vậy chị Tô làm streamer bên mảng gì vậy? Tô Văn Kỳ cầm đũa lên, cười rồi nói, mắc bang. Nói xong. Tô Văn Kỳ liền nóng lòng bắt đầu ăn, mỹ vị trên bàn vốn đã thấy ngon rồi, cộng thêm cảnh mỹ nữ ăn lại càng vui mắt hơn. Tô Văn Kỳ vừa ăn vừa khen ngon, trước đây làm mukbang mặc dù không nổi tiếng nhưng cũng ăn thật. Vương Đông Tuyết và Tiểu Lan cũng bắt đầu ăn, ba người phụ nữ Livestream vừa ăn vừa nói chuyện như ở nhà. Bối Bối vẫn đang kể chuyện cười nhưng hơn 20.000 người xem đã thoát khỏi phòng Livestream, cô ta nhíu mày, còn tưởng hệ thống bị lỗi. Nhưng trên màn hình bùng nổ bình luận, chị Tô đến rồi, mị muốn đi xem chị Tô ăn giỏi thật đó, các bác mau đến xem đi, chị Tô đúng là dậy dày vương mà. Hỏi chị Tô xem đã bắt được mấy người nước ngoài và Lục Phàm chưa? Một nửa số người xem trong phòng Livestream đã chạy đi xem Tô Văn Kỳ rồi, nửa còn lại mặc dù không đi, nhưng cũng đang thảo luận. Vương Điềm Điềm sững sờ giây lát rồi lấy điện thoại ra xem, quả nhiên chị Tô đang ở phòng Livestream của Đông Tuyết. Vương Điềm Điềm vội vàng đứng dậy nói, xin lỗi anh Lập Cường, tôi phải đi đây. Vương Điềm Điềm biết rất rõ về địa vị của mình, lần này cô ta đến đây là để giúp Bối Bối cạnh tranh với các đối thủ khác, nhưng không ngờ cô ta lại ở thể đối đầu với lão sư. Cô ta không có tư cách cũng không có gan đó, vì vậy chỉ đành rút lui. Điềm Điềm, Điềm Điềm, Bối Bối đứng dậy muốn níu kéo, thế nhưng Vương Điềm Điềm đi ra ngoài không thèm nhìn lại, rất kiên quyết, mặc kệ cô ta có gọi thế nào cũng không quay đầu. Sắc mặt Bối Bối bỗng chốc trở nên khó coi, ngồi trong phòng Livestream cười gượng. Từ Lập Cường cũng hơi lúng túng, do dự một lát rồi nói. Bối Bối này, tôi cũng có chút việc, đi trước đây, Từ Lập Cường đã tận tình tận nghĩa rồi, lúc trước anh ta giúp đỡ cũng coi như là đã nể tình bạn cùng lớp mà cố gắng hết sức rồi, nhưng hiện giờ anh ta không thể tiếp tục nữa. Nếu tiếp tục, anh ta sẽ đắc tội với cả đài truyền hình Trung ương và chị Tô. Như vậy một dẫn chương trình đài truyền hình vệ tinh nhỏ bé như anh ta về sau sao có thể phát triển được chứ, anh ta không thể đắc tội với nhân vật lớn như vậy được. Hai mắt Bối Bối đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi không nói gì, Từ Lập Cường đi thẳng ra ngoài. Một mình Bối Bối ngồi trong phòng Livestream nhìn chằm chằm màn hình, thấy số người xem đang ít dần, từ mấy trăm nghìn xuống còn mấy nghìn người, trong lòng càng thêm buồn phiền. Mấy nghìn người này có lẽ đang treo máy rồi, trên màn hình không có một cái bình luận nào cả. Lần này Bối Bối cũng không cần nhập vào tấm vé nữa, vì cô ta căn bản không lấy được vé. Khi đang ăn, Vương Đông Tuyết đột nhiên hỏi, chị Tô, sao chị lại biết địa chỉ nhà em? Mặc dù trước đó hai người đã liên lạc, nhưng Vương Đông Tuyết còn chưa gửi địa chỉ, Tô Văn Kỳ đã đến thẳng đây rồi. Tô Văn Kỳ hơi sững sờ, là Tấn Lâm nói cho cô biết địa chỉ, nhưng cô đã quên mất chuyện này. Có vẻ như Vương Đông Tuyết cũng không biết quan hệ giữa cô và Tấn Lâm. Lại còn đang Livestream nên cô sẽ không nói. Ha ha, đạo diễn Điền Đông Thăng gửi địa chỉ cho chị. Điền Đông Thăng đứng sau máy quay bĩu môi,
thầm nghĩ tôi gửi địa chỉ cho chị lúc nào vậy. Nhưng chị Tô nói thế nào thì thế đó đi, bên trong chắc có ẩn tình. Lúc này, bỗng nhiên xuất hiện bình luận, là dì Phùng gửi địa chỉ à? Một người nói vậy khiến tất cả mọi người đều nhớ ra, đúng vậy, hình như là dì Phùng nhà họ Tần đã làm việc này. Lúc trước Bối Bối cực kỳ ngạo mạn, nhưng dì Tần đã nói đợi chút, không bao lâu sau Tô Văn Kỳ liền đến. Nghĩ lại, chuyện tương tác với Tô Văn Kỳ lần trước cũng là nhờ dì Phùng mà. Dì Phùng đúng là châu thật, có thể liên hệ với tổ chuyên mục, ẩm thực của đài truyền hình Trung ương và cả Tô Văn Kỳ nữa. Khủng nhất là còn có thể gọi đến là đến bảo đi là đi, rốt cuộc dì Phùng này có thân phận gì vậy? Vương Đông Tuyết nhìn bình luận cũng thấy hơi tò mò, liền hỏi. Chị Tô, chị quen dì Phùng nhà họ Tần à? Tô Văn Kỳ sững sờ giây lát rồi lắc đầu, không quen. Cô ấy không hề nói dối, dì Phùng nhà họ Tần là ai? Cô chưa từng nghe đến tên này. Vậy còn đạo diễn Điền, anh cũng không quen à? Mặt Điền Đông Thăng còn hoang mang hơn, lắc đầu, anh ta còn không biết Tần Lâm là ai. Anh ta đến chỗ Vương Đông Tuyết là do Tổng Thanh tra Đài Truyền hình Trung ương, Triệu Lệ Khôn gọi điện bảo tới. Hai người đều không quen biết dì Phùng nhà họ Tần, điều này càng khiến Vương Đông Tuyết thấy khó hiểu. Tự hỏi nếu bọn họ không phải là do dì Phùng tìm Tần, điều này càng khiến Vương Đông Tuyết thấy khó hiểu. Tự hỏi nếu bọn họ không phải là do dì Phùng tìm đến, thì vì sao bọn họ tự dưng lại đến đây giúp cô? Tất nhiên, cô không hỏi câu này, như vậy hơi bất lịch sự, dù sao người ta cũng đến giúp đỡ mình thật. Vương Đông Tuyết một lần nữa leo lên top một bảng xếp hạng hot nhờ sự nổi tiếng của Tô Văn Kỳ, ban đầu chỉ muốn vào top 30, cố gắng vì chuyến tàu cao tốc, nhưng cuối cùng bỗng chốc leo lên top 1, đè bẹp tất cả các streamer khác. Lần nước Tô Văn Kỳ tương tác với cô, hiệu quả chỉ ở mức bình thường thôi, còn lần này Tô Văn Kỳ đến làm khách nhà cô, cùng xuất hiện trên Livestream thì cục diện đã hoàn toàn khác. Hơn nữa, thiên hậu làm Mark Bang cũng thật khác biệt, từ lúc bắt đầu Livestream đến giờ đã hơn một tiếng rồi vẫn chưa ngừng lại. Vương Đông Tuyết đã nhận được thư mời đến lễ hội Carnival hàng năm như ước nguyện. Tần Lâm cũng nhận được một tấm thư mời, chỉ là thư mời của anh và của Vương Đông Tuyết không hề giống nhau. Vương Đông Tuyết đến tham gia lễ hội với tư cách là streamer, còn Tần Lâm là nằm trong top 10 bảng xếp hạng đại gia mới có tư cách tham gia. Liếc qua tấm thư mời, Tần Lâm cũng chẳng để tâm, dù sao Vương Đông Tuyết cũng đi, mấy ngày nữa anh sẽ đi cùng cô ấy. Vừa trả lại điện thoại cho dì Phùng, điện thoại của Tần Lâm đột nhiên vang lên, là Diệp Văn Nhi gọi đến. Alo, Vãn Nhi à, có chuyện gì đấy? Gọi điện muộn như vậy, có lẽ trong y quán đã xảy ra chuyện gì đó. Diệp Vãn Nhi nói với giọng điệu nặng nề. Anh Tiểu Lâm, vừa nãy, hình như, em đã nhìn thấy chú Hai Tần. Sắc mặt Tần Lâm lập tức thay đổi. Vãn Nhi, em có chắc không? Chú Hai của anh đã chết ở nhà họ Tần 10 năm trước rồi, anh đã tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể? Diệp Vãn Nhi nói, anh Tiểu Lâm, em cũng không dám chắc chắn, em chỉ thấy rất giống, vừa nãy chú ấy đến mua rượu thuốc, trông dáng vẻ hơi điên điên khùng khùng. Nói cho anh biết hướng đi của chú ấy. Để anh đi xem sao. Diệp Vãn Nhi nói phương hướng cho Tần Lâm, trước đó Diệp Văn Nhi thấy người đàn ông này rất giống chú Hai Tần nên mới luôn chú ý quan sát. Tần Lâm đi từ y quán, tìm theo hướng người đàn ông vừa rồi đi. Anh biết chỗ này, lần trước Triệu Lệ Khôn đã dẫm phải đinh ở bên kia, rồi đến chỗ anh chữa trị, nếu tiến lên nữa thì sẽ tới một cái công trường. Tần Lâm rất nhanh đã đến công trường, buổi tối công trường cũng không nghỉ. Buổi sáng nhiều khi sẽ không cho xe lớn lưu thông trên đường phố, vì vậy phải tăng ca làm thêm vào ban đêm. Công trường lúc này đang rất náo nhiệt. Châu Ngu, bảo mày mua ít bia, mà sao đi mua lâu như vậy? Vài người đàn ông đội mũ bảo hộ quây quần bên chiếc bàn đơn giản với vài chai bia và một ít xiên vịt thịt vịt quay trước mặt. Còn đứng bên cạnh bọn họ là một người đàn ông trung niên thấp bé với khuôn mặt lấm lem, chỉ cười ngóc ngách vài tiếng ha hả không nói gì. Mấy người nhìn nhau trên mặt có ý trêu đùa, thể loại một người đàn ông đội mũ màu đỏ đứng dậy, đi đến rồi đá nhẹ vào chân ông ấy. Châu Ngu, tao đang nói chuyện với mày đấy, tao đưa cho mày 5 tệ bảo đi mua đô, mà mày chỉ mua từng này thôi à. Người đội mũ đỏ là quản lý của bọn họ, mọi người đều gọi anh ta là anh Khiêm. Thường ngày, bọn họ rất thích bắt nạt Châu Ngu, đưa ông ta 5 tệ đi mua bia. Hiện giờ 5 tệ thì mua được gì chứ? Bia giá 3 tệ một chai. Bọn họ lại đưa Châu Ngu 5 tệ bắt đi mua một thùng bia và một con vịt quay. Châu Ngu bị bắt nạt quen rồi, vẫn mua đồ về, tất nhiên là bỏ tiền túi ra mua. Anh Khiêm nhìn hộp cơm trong tay Châu Ngu cười khinh bỉ,
tao bảo này, tao đưa cho mày nhiều tiền như thế, sao mày không lấy lại tiền lẻ? Châu Ngu ngẩng đầu lên, mỉm cười ngây ngô. Anh Khiêm, tôi hết tiền rồi, lúc Châu Ngu nói chuyện cũng rất ngu ngốc, có vẻ như hơi ngốc thật. Anh Khiêm cười khinh bỉ, hết tiền rồi. Con mẹ nó mày bảo hết tiền rồi mà vẫn còn tiền mua cơm mua rượu cho mình à? Anh Khiêm đá đổ hộp cơm của Châu Ngu xuống đất, chai rượu trên mặt đất cũng bị đá văng ra vỡ tan tành. Châu Ngu thường bị bọn họ bắt nạt, thâm tím khắp người, vì vậy mua chút rượu thuốc để xoa. Bị anh Khiêm đá đổ hộp cơm, Châu Ngu cũng không tức giận, mà cười ngốc nghếch, sau đó củi xuống dưới đất nhặt lên ăn. Anh Khiêm cười khinh bỉ, ha, mày đúng là thằng ngốc, loại người như mày mà sống được đến tận bây giờ đúng là may mắn thật đấy, lấy đây cho tao xem đồ đeo trên cổ mày. Vừa nhắc đến đồ đeo trên cổ, Châu Ngu lập tức che cổ áo mình lại. Ông ấy không nhớ cũng không hiểu gì, đầu óc còn hơi đần độn ngu ngốc, nhưng ông ấy biết mặt dây chuyền trên cô này là vật quan trọng nhất của mình, tuyệt đối không được cho ai. Thấy hành động này của Châu Ngu, anh Khiêm liền tức giận. Con mẹ mày, mày còn chống cự à? Tao lấy xem cũng không có nói là không trả lại mày, mày cần gì phải nhỏ nhen như vậy? Tao là quản lý của mày, nếu tao không nhận mày vào làm thì mày có cơm mà ăn không? Cho dù anh Khiêm nói thế nào, Châu Ngu cũng không động đậy, ôm chặt cổ mình, không để ai chạm vào nó. Anh Khiêm tức giận, con mẹ nó, mày rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đúng không? Nào, mấy người đến đây, kéo nó ra cho tao, tao muốn xem thử thứ nó đeo là bảo bối gì. Trên người tên Châu Ngu này cũng chẳng có gì quý giá cả, chỉ có một mặt dây chuyền ngọc bích trông rất có giá trị, nhưng ông ấy luôn giấu nên không ai biết, một lần đi tắm tình cờ nhìn thấy, nên anh Khiêm nhớ kỹ đến bây giờ. Mấy người xông đến, bắt đầu đấm đá vào người Châu Ngu, đá mấy phát, khóe miệng Châu Ngu đã chảy máu, nhưng vẫn không có phản ứng gì, ôm chặt cổ để bảo vệ mặt dây chuyền của mình. Trên mặt dây chuyền nhỏ này chỉ viết một chữ, Tân, Châu Ngu bị đánh đến chảy máu đầu nhưng vẫn ôm chặt cổ áo không để bọn họ cướp. Anh Khiêm đánh cũng mệt rồi, hít thở sâu và ơi, không nói nên lời. Được, mày giỏi lắm, không đưa đúng không, sau này tao mỗi ngày sẽ đánh mày một trận, tao xem mày có đưa hay không. Ha ha, anh Khiêm nghỉ ngơi đi, để em. Một người thanh niên còn cường tráng hơn anh Khiêm bước đến, cởi quần ra chuẩn bị đi tiểu lên người Châu Ngu. Thế nhưng vừa cởi quần ra, một bóng người đột nhiên bay đến. Chính ra mà nói là chạy đến, nhưng tốc độ quá nhanh, không khác gì bay cả. Bóng người bay đến trước mặt người thanh niên, nhấc chân lên đá cái, rầm. Cú đá cực nhanh khiến mọi người chỉ nhìn thấy mấy bóng chân, người thanh niên kia lập tức bay ra xa. Sau khi nhìn kỹ lại mới thật Tần Lâm đang đứng trước mặt Châu Ngu với vẻ mặt giận dữ. Lão Tam, mọi người tỏ vẻ bàng hoàng, vội vàng kiểm tra người thanh niên bị đá bay ra kia. Mấy giây sau, mặt mấy người công nhân đều hiện lên vẻ kinh ngạc, sững sờ nhìn anh Khiêm. Anh Khiêm, lão Tam chết rồi, hít, tất cả mọi người đều hít sâu, trợn mắt há mồm lộ rõ vẻ kinh hãi. Chết rồi, chỉ vậy mà đã chết rồi, bị một cú đá đá chết tươi. Tất cả mọi người đều sững sờ, nhìn chằm chằm thi thể của lão Tam, sau đó quay lại nhìn Tần Lâm, lập tức thấy sợ hãi. Đây là thân thủ gì mà có thể giết chết một người chỉ với một cú đá vậy? Như này cũng quá khoa trương rồi đi, cho dù là bộ đội đặc chủng cũng không kinh khủng như vậy. Lão Tam khỏe như trâu, là người làm việc mạnh mẽ nhất công trường, người thanh niên này nhìn không có vẻ gì là khỏe mạnh, sao lại ra tay độc ác như vậy? Sau khi đá lão Tam bay ra, Tần Lâm không thèm liếc nhìn mà quay đầu lại nhìn Châu Ngu dưới đất. Vẻ mặt Tần Lâm trở nên cứng ngắc, ánh mắt kích động, từ từ quỳ xuống, cúi người nhìn khuôn mặt của Châu Ngu. Chú hai, là chủ đúng không? Châu Ngu nhìn thấy Tần Lâm thì hơi sững sờ, sau đó bắt đầu lắc đầu lia lịa. Đừng cướp đồ của tôi, đừng cướp đồ của tôi. Đến lúc này, Tần Lâm đã có thể nhận ra đây chính là chú hai của anh. Năm đó, 18 người nhà họ Tần bị diệt sạch, trong đó bao gồm cả chú hai của anh, Tần Phi Vũ. Khi Tần Lâm về nhà, nhìn thấy thi thể ngổn ngang, bên trong còn có kẻ đang giết người, vì vậy liền quay đầu bỏ chạy, không kịp kiểm tra thi thể người nhà. Nhưng những kẻ đuổi cùng giết tận đó sao có thể để người nào sống sót chứ? Không biết chú hai sống sót bằng cách nào, thật tốt quá. Tần Lâm thấy chú hai người bê bết máu, mặt mũi sưng tím, thì sắc mặt vô cùng u ám. Quay đầu lại nhìn chằm chằm đám người anh Khiêm, ánh mắt đó giống như con sói đói sắp giết người. Đám người anh Khiêm không khỏi lui lại, nhưng ngất nhanh liền bình tĩnh lại. Sợ gì chứ, hắn ta chỉ có một người mà thôi.
thằng kia, mày đã giết chết lão tam của bọn tao, tao nói cho mày biết, chuyện này chưa xong đâu, anh em của tao là xã hội đen, mày có tin tao tìm vài người giết chết mày không? Tần Lâm cười khinh bỉ, được, theo ý mày. Nói xong, Tần Lâm lấy điện thoại ra gọi cho Đoàn Bảo Đông. Rất nhanh cuộc gọi đã được kết nối. Cậu Tần, công trường ngoại ô phía Tây, mau cút đến đây. Đoàn Bảo Đông dùng mình, suýt nữa rơi điện thoại. Tần đại sư tức giận rồi. Tiếp xúc với Tần Lâm một thời gian rồi nhưng đây vẫn là lần đầu nhìn thấy Tần đại sư nổi giận. Đoàn Bảo Đông vốn tự cho mình là ông chủ lớn, chẳng coi ai ra gì. Nhưng Tần Lâm là trường hợp ngoại lệ. Lúc trước ổ công xưởng Đại Long, Tần Lâm dùng tay không bổ cưa điện, sau này khi ông ta bị kim xà đánh lén, Tần Lâm dùng đũa chặn đạn cứu mạng ông ta, khả năng của anh thật sự khiến người khác kinh ngạc. Mối quan hệ với Tần Lâm từ hợp tác trở thành kính nể. Thể loại ông ta vẫn nhớ lần đầu gặp Tần Lâm, Đoàn Bảo Đông vẫn luôn tỏ ra là một ông chủ lớn cao cao tại thượng, cảm thấy Tần Lâm chỉ là một bác sĩ mà thôi, nể tình nên mới kết bạn với anh. Sau này, Tần Lâm mấy lần ra tay khiến Đoàn Bảo Đông càng ngày càng cảm thấy bản thân nhỏ bé, trước mặt Tần Lâm, ông ta chẳng là cái gì cả, chỉ là một thằng hề nhảy nhót, một kẻ tầm thường mà thôi. Cúp điện thoại của Tần Lâm, Đoàn Bảo Đông vội vàng mặc quần áo, gọi Long Ích Huy, hai người vội vã ra khỏi nhà, trên đường còn gọi điện gọi mười mấy đàn em tới, lái mấy chiếc xe van xông đến công trường. Trên đường, Đoàn Bảo Đông vô cùng lo lắng, nhíu mày. Tiểu Long, chẳng nhẽ ở đó có người gây sự với cậu Tần sao? Long Ích Huy cũng hơi lo lắng, công trường đó không có người của chúng ta, có điều công trường vẫn nằm trong phạm vi quản lý của em, có mấy công nhân là người của em, chẳng nhẽ lại gây sự với cậu Tần. Đoàn Bảo Đông lo lắng, vừa nãy nghe giọng cậu Tần có vẻ như rất giận. Đương nhiên không cần lo lắng về khả năng của cậu Tần rồi, mấy tên rác rưởi đó đương nhiên không thể đánh lại cậu ấy, chỉ lo họ sẽ động đến người thân, bạn bè của cậu Tần. Hai người ngồi trên xe than vãn một hồi, nhưng lo lắng cũng chẳng có tác dụng gì, nhất định phải đến tận nơi mới giải quyết được vấn đề, hy vọng cậu Tần sẽ không vì vậy mà thay đổi thái độ với bọn họ. Đến công trường, Đoàn Bảo Đông và Long Ích Huy chạy như điên vào, xông đến trước mặt Tần Lâm, thở hỗn hển. Cậu Tần, xin lỗi, chúng tôi đến muộn quá. Đoàn Bảo Đông nghe điện thoại xong, lái xe như điên đến đây, trên đường còn vượt mấy cái đèn đỏ, chạy nhanh như vậy nên chưa đến 5 phút đã tới nơi. Nhưng ông ta vẫn khách khí mà nói mình đến muộn, Long Ích Huy nhìn thấy đám người của anh Khiêm đứng bên cạnh, sắc mặt lập tức thay đổi. Đồ chó má, mấy người dám động đến cậu Tần. Anh Khiêm cũng sững sờ, ông Long đến thật sao? Hơn nữa không chỉ ông Long mà anh Đông cũng đến. Hai kẻ máu mặt này như vị thần trong mắt bọn họ, mà lúc này lại đứng trước mặt Tần Lâm tỏ ra vô cùng cung kính, cứ như hai kẻ hầu vậy. Mặt Tần Lâm lạnh như tiền, vừa động viên chủ hai, vừa lạnh lùng nói. Lúc nãy bọn họ nói muốn dùng dao chém chết tôi. Đoàn Bảo Đông giật giật khóe miệng, mấy người này muốn chết à? Ông ta quay đầu lại, nói với mấy tên thuộc hạ, nghe thấy chưa, rút hết dao ra. Đám Long Ích Huy rút mấy con dao từ trong túi ra, đám anh Khiêm trợn tròn mắt, chẳng hề do dự, cắm đầu mà chạy. Mấy người Long Ích Huy đâu bao giờ nói đùa, mấy người này lòng dạ độc ác, đã bảo giết là sẽ giết. Đám anh Khiêm cắm đầu chạy, không do dự gì, mấy người chạy chậm liền bị bỏ lại. Long Ích Huy dẫn đầu điên cuồng đuổi theo, lũ chó má này, suýt nữa khiến bọn họ đắc tội với cậu Tần rồi, làm sao có thể dễ dàng tha cho bọn họ được. Đoàn Bảo Đông đứng bên hầu hạ Tần Lâm, nhìn thấy Tần Lâm vẫn luôn an ủi người công nhân này, có hơi buồn bực. Cậu Tần, vị đây là... Tần Lâm lạnh lùng nói, chú hai tôi. Đoàn Bảo Đông sững sờ, chẳng trách Tần Lâm lại tức giận đến vậy. Trông chú hai Tần có vẻ như chịu nhiều khổ cực rồi. Chú hai, cháu là Tần Lâm, chú nhìn xem còn nhớ cháu không? Chú hai Tần ngẩng đầu, mặt mày mờ mịt, lắc đầu, hoàn toàn không nhận ra. Tần Lâm thở dài một hơi, bắt đầu bắt mạch cho chú hai. Mấy phút sau, anh nhíu mày, mạch tệ quá. Mọi phương diện của cơ thể đều không ổn, thể chất kém, cơ thể hiện nay có nhiều vấn đề. 10 năm trở lại đây ăn uống khổ sở. Đầu từng bị thương nặng vậy nên nhiều chuyện không nhớ nổi, thậm chí còn không làm nổi mấy hành vi bình thường. Đây là chứng bệnh khó chữa, cần Tần Lâm chữa trị dần dần mới khỏi được. Tần Lâm đỡ chú hai dậy và nói, chú hai đi với cháu, sau này cháu chăm sóc cho chú. Chú hai nhà họ Tần rất cảnh giác, hơi ngốc mà hỏi, cậu không được cướp đồ của tôi. Tần Lâm nhìn thấy ông ấy cứ nắm chặt mặt dây chuyền trong ngực, trong lòng hơi khó chịu, lấy mặt dây chuyền trên cổ xuống, nói với ông ấy. Chú hai,
mặt dây chuyền nhà họ Tần cháu cũng có. Chú hai Tần nhìn một cái, cười hi hi, tôi cũng có nè, của tôi giống cậu, chúng ta là bạn tốt, hi hi hi. Tần Lâm vô cùng đau lòng, năm đó chú hai cũng là người có tiếng ở Đông Hải, sự nghiệp phát triển, có năng lực, có gan lớn, bây giờ lại trở nên như vậy khiến anh vô cùng đau lòng. Có điều còn sống là tốt rồi, năm đó chú hai gặp đại nạn không chết, bị người ta vứt xác nơi đồng hoang vì nghĩ chết rồi, sau đó lại tự bò lên. Bây giờ Tần Lâm quay lại rồi, nhất định phải chữa khỏi bệnh cho chú hai, báo thù rửa hận cho nhà họ Tần. Sau khi đưa chú hai về xong, Tần Lâm liền tìm một nhà tắm công cộng khá cao cấp, chú hai bị thương khắp người, phải tắm rửa sạch sẽ xong rồi mới xử lý tiếp được. Mua cho chú hai mấy bộ quần áo, từ trong ra ngoài, không cần là hàng cao cấp, mặc thoải mái là được, vâng, cậu Tần, tôi đi ngay đây. Mặc dù không phải chuyện gì lớn nhưng cậu Tần đã giao phó thì ông ta cũng không dám chậm trễ, Đoàn Bảo Đông đích thân đi làm. Đêm hôm thế này mặc dù khó mua nhưng Đoàn Bảo Đông hô một cái làm gì có chuyện không được đâu. Tần Lâm đưa chú hai đến nhà tắm, đến đó cởi quần áo, tìm một người tắm rửa kỳ cọ giúp cho ông ấy. Chú hai Tần vẫn luôn giữ chặt lấy mặt dây chuyền, lo bị người khác cướp mất. Tần Lâm thở dài một tiếng, chú hai, chú tắm trước đi, cháu đặt ít đồ ăn cho chú. Vốn muốn sau khi tắm xong đưa chú hai đi ăn, nhưng cảm thấy ông ấy thấm mệt rồi, hơn nữa lúc nãy vừa bắt mạch xong, dạ dày ông ấy không tốt, e rằng không ăn được mấy thứ sơn hào hải vị. Tần Lâm rời khỏi phòng tắm công cộng, đến khách sạn lớn Kim Long, đặt mấy bát cháo và một ít đồ chay, phải điều dưỡng cho chú hai trước đã. Chú hai Tần vừa tắm rửa xong, bụi đất trên cơ thể đều được tẩy sạch, đúng lúc này, có một đại ca đi vào phòng tắm. Béo tốt, hung hãn, cổ đeo một chiếc dây chuyền vàng to đùng, đầu mập tai to đi đường thì nghênh ngang kiêu ngạo. Trên người toàn mùi rượu, trông có vẻ như vừa uống rượu xong. Tên béo vừa vào nhìn thấy chú hai Tần tóc tại bù xù, lập tức nhíu mày. Chuyện gì thế này, sao để loại này vào đây, công nhân mà cũng được vào đây à? Một giám đốc cười ha ha đi đến, mặt đầy ngại ngùng. Anh Kỳ, đây cũng là khách hàng, ai đến đều là khách hết, tắm rửa xong liền sạch sẽ. Anh Kỳ lạnh lùng cười một tiếng, cái gì mà ai đến cũng đều là khách, chỗ của mấy người cao cấp như thế sao có thể để công nhân vào được? Anh xem, trên sàn đầy bụi bẩn, tôi tắm thế nào? Giám đốc vội vàng nói, anh Kỳ yên tâm, tôi sẽ bảo nhân viên quét dọn sạch sẽ. Được rồi, không cần nữa. Anh Kỳ nghênh ngang đi tới trước mặt chú hai Tần, tỏ vẻ kiêu ngạo, huênh hoang, anh đi ra ngoài đi, hóa đơn của anh để tôi thanh toán, anh đừng đứng đây làm tôi mất hứng. Chú hai Tần vốn đầu óc không bình thường lắm, Ỗ Công Trường cũng hay bị ức hiếp, vừa nghe thấy câu này, liền gật đầu rời đi. Ê, đợi đã, anh Kỳ đột nhiên nổi hứng nói, mà thôi anh đừng đi. Nhà tắm to thế này mà không có ai hầu hạ, anh qua đây kỳ lưng giúp tôi, tí nữa tôi đưa anh ít tiền. Chú hai Tần gật đầu, sau đó đi ra sau lưng anh Kỳ. Giám đốc có hơi ngại nói, anh Kỳ, người này đầu óc có vấn đề, chỗ chúng tôi có nhân viên trả lưng chuyên nghiệp, hay để họ giúp ông trả. Anh Kỳ xua tay, được rồi, anh đừng nhiều lời nữa, nói xong, anh Kỳ đi vào trong bồn tắm lớn bắt đầu ngâm người, bắt chú hai Tần đứng sau trả lưng. Nhìn thấy dáng vẻ đần độn của chú hai Tần, anh Kỳ cười, chỗ này của anh có vấn đề, ông ta chỉ vào vùng đầu. Chú hai Tần cười hi hi nói, đúng đúng đúng. Anh Kỳ cười, tên ngốc mà cũng đến tắm, hay thật, nào đến đây, thấy chiếc dây chuyền vàng của tôi chưa? Uống hết chậu nước này, thì chiếc dây chuyền này sẽ là của anh. Anh Kỳ chỉ vào chậu nước ngâm chân nói. Chú hai Tần cười hi hi nói, tôi không khát. Anh Kỳ nhíu mày, sao vậy, không nề mặt tôi à? Mau uống, không đừng trách tôi không khách khí. Chú hai Tần cười nói, ông chủ đừng đánh tôi không khát thật mà. Anh Kỳ đứng dậy, á, mẹ kiếp, còn cứng đầu à, một tên ngốc mà cũng ra điều kiện với tao. Nào, hôm nay tao phải bắt mày uống no nước. Nói xong, anh Kỳ ấn cổ chú hai Tần xuống, chú hai Tần bị ấn xuống hồ nước nóng ngập đầu ông ấy. Ùm ục, chú hai Tần bắt đầu giãy giụa, dù sao cũng là đàn ông, chú hai Tần đẩy mạnh một cái. Anh Kỳ không đứng vững nên ngã vào bồn tắm, uống mấy ngụm nước mới có thể đứng vững được. Mẹ kiếp, mày dám đẩy tao, mày muốn chết đúng không? Tao cho mày nhữ đòn. Anh Kỳ vốn uống rượu, nổi giận, liền túm lấy chú hai Tần muốn đánh ông ấy. Chú hai Tần mặc dù đầu óc không bình thường nhưng bị đánh thì vẫn biết chạy, nếu không đã bị người ta đánh chết từ lâu rồi. Chú hai Tần trần truồng chạy ra ngoài, anh Kỳ hét lớn. Giám đốc, bắt hắn lại cho tôi.
Giám đốc đưa mấy nhân viên phục vụ xông đến, nhìn thấy cảnh này, vội vàng bắt lấy chú Hai Tần, ấn ông ấy lên mặt đất. Thời này, người có tiền là có quyền, anh Kỳ kia là ông chủ trong ngành bất động sản, thường xuyên đến đây tắm, không dây nổi vào ông ta, chú Hải Tần này là công nhân, chẳng ai để ý ông ấy. Anh Kỳ lạnh lùng hừ một tiếng, thằng chó này dám cướp dây chuyền của tôi, đánh nó cho tôi. Giám đốc và nhân viên phục vụ nghe thấy vậy, thế thì tiêu đời rồi, dám cướp dây chuyền vàng của anh Kỳ. Mấy người vây quanh chú Hai Tần, dùng chân đạp vào người ông ấy. Nhìn thấy chú Hai Tần bị đánh, anh Kỳ nở nụ cười hài lòng. Đúng vậy, đánh cho tôi, cái đồ chó má không biết điều này, đánh xong tôi sẽ mời mấy người ăn đêm. Cảm ơn anh Kỳ khổ cực rồi. Anh Kỳ yên tâm đi ạ. Đám giám đốc hung hăng đạp vào người chú Hai Tần, mặc dù anh Kỳ không thưởng gì lớn, chỉ là một bữa rượu mà thôi, nhưng bọn họ rất thích làm chó người khác, chó của người có tiền thì luôn được hưởng phúc. Chú Hai Tần bị đạp cho mấy phát thì vội vàng vùng dậy xông ra ngoài, không thể không nói, cơ thể của chú Hai Tần khá ổn, nếu là người bình thường, bị hành hạ 10 năm như vậy, chắc chết là hồi. Chú Hai Tần vẫn biết phản kháng trong tình huống này là đã đủ giỏi rồi. Vừa xông ra cửa đã nhìn thấy Tần Lâm xách một đống đồ ăn xuống xe. Nhìn thấy chú Hai Tần trần truồng xông ra, mặt Tần Lâm biến sắc, vội vàng cởi áo ra mặc cho ông ấy. Chú Hai, sao vậy? Chú Hai Tần mặc dù đầu óc không bình thường nhưng biết Tần Lâm đối xử tối với mình, liền trốn sau lưng anh cúi đầu không dám nói gì, tỏ ra vô cùng sợ hãi. Chẳng mấy chốc đã có mấy anh thanh niên xông ra từ trong phòng tắm, còn có cả ông giám đốc kia nữa. Trốn ở đây à? Nói xong, giám đốc nhìn Tần Lâm, nhíu mày nói, thằng nhãi, tránh ra đi, tên khốn này dám trộm đồ của chỗ tôi, hay cậu cũng là đồng mưu của hắn? Tần Lâm cố gắng nén giận, lạnh lùng nói, trộm đồ gì của mấy người? Lúc này anh Kỳ cuốn khăn tắm, lắc lư ra ngoài, tỏ vẻ khinh khỉnh. Trộm dây chuyền của tôi. Tần Lâm nhíu mày, dây chuyền gì của ông chẳng phải còn treo trên cổ ông sao? Anh Kỳ trợn mắt, mẹ kiếp, mày chán sống à, dám bảo dây chuyền của tạo gì? Đánh nó, lời vừa dứt, mấy nhân viên phục vụ xông lên, bọn họ đông người, mặc dù không biết đánh đấm nhưng Tần Lâm bé tí thế này thì chắc cũng chẳng làm ăn được gì. Tần Lâm đột nhiên vươn tay tóm tên nhân viên phục vụ cao to. Mặc dù gã cao hơn Tần Lâm một chút, cơ thể còn vạm vỡ, đô hơn Tần Lâm rất nhiều. Nhưng dù vậy, Tần Lâm chỉ cần một tay đã có thể túm được cổ gã. Túm gã như túm gà vậy, ấn xuống mặt đất khiến gã không dãy giụa nổi. Sau đó, Tần Lâm giơ chân, đạp lên đầu gối chân phải của gã. Rắc một tiếng, đầu gối bị đạp gãy, chân phải bị gãy ngược lại, xương trắng lộ ra. Một tên đàn ông cao 1m85 mà trong tay Tần Lâm lại yếu ớt như que củi vậy, một chân xong đời, xương bị gãy. Á, người đó kêu thét thảm thiết, mọi người sợ giật mình, chưa từng thấy ai bị gãy chân như vậy, thực sự kinh khủng. Sau đó, Tần Lâm lại đạp một cước nữa vào chân trái của gã, cùng một vị trí, chân cũng bị gãy ngược lại, hai đầu gối quẹo về phía sau. Lần này, Tần Lâm bóp vào yết hầu của gã, chẳng nói được gì, năm ngón tay hơi dùng sức. Cổ nhân viên phục vụ bị bẻ, chết ngay tại chỗ. Tất cả mọi người đứng ở đây đều sợ đến mức không dám nhúc nhích, mặt đầy vẻ kinh ngạc và khiếp sợ. Giết người rồi, anh Kỳ béo như lợn đứng đằng sau cũng sững sờ, mẹ kiếp, loại người nào đây, vừa giơ tay đã giết người. Tần Lâm bước từng bước lại gần, mấy nhân viên phục vụ và giám đốc sợ mất mật. Thể loại cậu đừng qua đây, đây là địa bàn của ông chủ Bùi, cậu đừng làm bừa nếu không ông chủ Bùi sẽ gọi người giết chết cậu. Sắc mặt Tần Lâm đen xì, được, đừng bảo tôi chưa cho ông cơ hội đấy, bây giờ ông gọi điện thoại cho Bùi Lương, bảo ông ta cút qua đây trong vòng 5 phút. Giám đốc vừa nghe lập tức kinh ngạc, cậu biết tên ông chủ Bùi của chúng tôi sao? Bắt ông chủ Bùi phải đến đây trong 5 phút, cậu chém gió hay ghê? Giám đốc lạnh lùng hừ một tiếng, mặc dù hơi chột dạ nhưng vẫn rút điện thoại ra gọi điện cho ông chủ Bùi. So với Đoàn Bảo Đông, ông chủ Bùi sống tùy tiện hơn. Cũng không quản lý thuộc hạ nghiệm khắc bằng, nửa đêm ông chủ Bùi còn đang nằm trong lòng phụ nữ, nghe điện thoại liền cảm thấy mất kiên nhẫn. Ai, cái gì, giết người ở phòng tắm Kim Long, mẹ kiếp, gan thằng chó nào to thế, không quen, cậu đợi một chút, cúp máy xong, Bùi Lương hơi buồn bực, hút một điếu thuốc, định chơi với mấy cô nàng trong ngực thêm lúc nữa, có điều vẫn cảm thấy không ổn, gan ai to như vậy dám giết người ở địa bàn của ông ta. Tâm trạng thấp thòm. Bùi Lương gọi điện cho Đoàn Bảo Đông. Anh Đông, ông có bận không?
Ông chủ Bùi có gì cần nói, tôi đang bận đây, Đoàn Bảo Đông cầm quần áo mới chuẩn bị đưa cho chú hai của Tần Lâm. Anh Đông, tôi nghe nói nhà tắm Kim Long đang xảy ra chút chuyện, nhân viên phục vụ bị giết, anh biết chuyện gì đang xảy ra không? Mặt Đoàn Bảo Đông biến sắc, chết rồi. Cậu Tần ở nhà tắm Kim Long, hôm nay cậu ấy tìm được chú hai đã thất lạc nhiều năm nhưng chú hai Tần lại hơi có vấn đề về đầu óc, hay là thuộc hạ của ông gây sự với người ta. Nghe xong chuyện này, Bùi Lương lập tức ngồi dậy. Mẹ kiếp, bỏ mẹ rồi. Nói xong, Bùi Lương vội vã cúp máy, chẳng quan tâm đến mấy lời than vãn của người phụ nữ trên giường nữa, mặc quần rồi chạy ra ngoài, lái xe việt dã, đạp ga hết cỡ, mấy phút sau đã đến nhà tắm Kim Long. Sau khi xuống xe, Bùi Long vẫn còn đi dép lê, chạy đến chỗ đó, nhìn thấy trên đất có người chết, sau đó nhìn Tần Lâm đứng bên, tròng mắt co rút lại. Đúng là cậu Tần rồi. Ông chủ Bùi, giám đốc nhìn thấy ông chủ Bùi đến, lập tức có người để an tâm, vội vàng tiến lên, định nói. Ông chủ Bùi đột nhiên chạy đến chỗ Tần Lâm, cúi đầu, toàn thân chảy đầy mồ hôi lạnh. Xin lỗi cậu Tần, do tôi dạy dỗ thuộc hạ không đến nơi đến chốn, cậu trừng phạt tôi đi. Thái độ của ông chủ Bùi còn kính cẩn hơn cả Đoàn Bảo Đông, lại thêm khí chất giang hồ nữa nên càng nặng nề hơn, dù Tần Lâm có đánh gãy chân ông ta thì ông ta cũng không nói gì. Tần Lâm lạnh lùng nói, mấy người này, hỏi bọn họ xem bọn họ đã làm những gì. Ông chủ Bùi quay đầu, lấy dao ra, đâm vào bụng nhân viên phục vụ, gã phọt máu chết ngay tức khắc. Ông chủ Bùi chẳng hỏi gì mà giết luôn từng người một. Dao trong tay sắc bén vô cùng, ông ta lạnh lùng nhìn giám đốc hỏi, làm gì thì mau nói. Giám đốc sợ đến mức hai chân run lẩy bẩy, quay đầu nhìn anh Kỳ Béo nói. Là ông ta cứ bắt ông chú này hầu hạ ông ta tắm. Sau đó bắt ông chú uống nước rửa chân, ông chú không chịu nên bắt bọn tôi phải đánh ông ấy. Bùi Lương tức đến mức mặt xanh loét như tàu lá chuối. Ông ta bắt mày đánh là mày phải đánh à, ông ta là bố mày à. Giám đốc cúi đầu, vô cùng khó xử. Em nghĩ ông ta là khách hàng lớn. Ông chủ Bùi, em sai rồi. Ông chủ Bùi cầm dao, đâm vào bụng giám đốc, sắc mặt lạnh lùng vô cùng mà nói. Kiếp sau làm người thì nhớ biết điều. Mọi người đều trợn tròn mắt. Không ngờ ông chủ Bùi lại ra tay ác vậy. Mấy người này đều là thuộc hạ của ông ta, bảo giết là giết, không hề do dự. Còn lại tên béo mà mọi người gọi là anh Kỳ, sắc mặt vô cùng khó coi, lúc này cũng tỉnh rượu rồi, hai chân nhũn ra như bún, suýt nữa quỳ xuống đất. Ông chủ Bùi tha cho tôi một mạng. Ông chủ Bùi lạnh lùng nói, mày là đầu sỏ gây chuyện, để cậu Tần xử lý mày đi vậy. Anh Kỳ vội vàng quỳ xuống trước mặt Tần Lâm, cậu Tần. Là tôi có mắt không tròng, do tôi uống nhiều rượu, xin cậu cho tôi một con đường sống. Tần Lâm cười lạnh, vừa nãy ông bắt chú hai tôi uống nước rửa chân đúng không? Trước khi trời sáng, uống hết nước trong nhà tắm cho tôi, ông chủ Bùi lạnh lùng hừ một tiếng, nghe rõ chưa? Còn không mau cút đi uống. Anh Kỳ sợ đến ngu người, đây là nhà tắm ấy, bên trong có tận mấy tấn nước, bắt ông ta uống hết chả khác nào bảo ông ta chết. Cậu Tần tha mạng. Ông chủ Bùi thấy phiền phức liền ra hiệu, bảo thuộc hạ lôi ông ta đi. Chú hai, đi thôi, cháu đưa chú đi ăn cơm. Tần Lâm đưa chú hai ra khỏi nhà tắm, đến đại sảnh nghỉ ngơi. Lần này ông chủ Bùi cũng đến rồi, đương nhiên không dám chậm trễ, liền đóng cửa nhà tắm, mời tất cả khách hàng đi ra, bao gồm cả khách nữ, chỉ còn sót lại một mình anh Kỳ bị bắt uống nước. Sau khi lên tầng, ông chủ Bùi và Đoàn Bảo Đông nơm nớp lo sợ đứng bên hầu hạ. Tần Lâm chưa từng nổi giận với bọn họ không đồng nghĩa với việc anh dễ tính. Chú hai Tần bị đói, ông ấy rất ít khi được ăn đúng bữa, hôm vì vội vàng làm việc không ăn kịp, hôm vì có người cướp mất đồ ăn nên dạ dày thường bị đau. Tần Lâm thấy chú hai ăn uống, sắc mặt cũng hỏa hoãn hơn chút, nói với Đoàn Bảo Đông và Bùi Lương. Đây là chú hai tôi, bị thất lạc nhiều năm, hôm nay chú cháu mới được đoàn tụ, não chú hai tôi bị thương nặng, bây giờ hơi có vấn đề, mấy người phái người bảo vệ chú ấy. Nếu chú hai tôi xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi sẽ hỏi tội mấy người. Hai người run rẩy, vội vàng gật đầu. Cậu Tần yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt cho chú hai. Đoàn Bảo Đông cũng đánh mắt với Long Ích Huy, Tiểu Long, cậu đích thân bảo vệ cho chú hai Tần, 24 giờ không được cách xa. Vâng, Long Ích Huy liền đứng cạnh chú hai Tần, có ông ta ở bên, chắc không có ai ở Đông Hải dám bắt nạt chú hai Tần nữa. Tuy nhiên chú hai Tần lắc đầu, ăn xong tôi còn phải về, vợ tôi vẫn còn đói. Tần Lâm sững sờ, chú hai, chú kết hôn rồi. 10 năm trước ông ấy khi còn ở độ tráng niên,
vô số thiên kim tiểu thư muốn gả vào nhà họ Tần, nhưng chú hai bận công việc không thích ai, vậy nên vẫn luôn độc thân. Chẳng nhẽ, 10 năm này, chú hai đã kết hôn. Chú hai Tần nhếch môi cười hì hì, cậu đến nhà tôi ăn cơm đi. Chú hai ngốc nghếch nhưng biết Tần Lâm mua cơm cho ông ấy, nên vẫn phải có đi có lại, phải mời lại. Tần Lâm nói, được, cháu đi với chú. Long Ích Huy lái xe, đưa Tần Lâm và chú hai Tần ra ngoài. Theo sự chỉ dẫn của chú hai, cả nhà đến khu tái định cư. Đây là ngôi nhà cũ kỹ xuống cấp, dường như là nơi tồi tàn nhất ở Đông Hải, chỗ này sắp bị phá dỡ, thế nên người dân chưa rời đi vì mọi người ôm hy vọng, đợi nhà phát triển cấp nhà mới cho họ. Chú hai xuống xe, hào hứng vui vẻ xách cháo và thức ăn mà Tần Lâm mua về nhà, anh nói. Chú hai, có cần cháu đi mua thêm ít đồ ăn không? Mặc dù đây là cháo thượng hạng, hơn nữa còn thừa rất nhiều, nhưng dù gì cũng chỉ là cháo, cho chú hai ăn bởi vì vấn đề sức khỏe của chú ấy. Nhưng chú hai lại xua tay, cái này ngon. Tần Lâm cười gượng, chú hai đã muốn thể thì anh cũng chỉ biết đồng ý. Anh đi theo chú hai đến căn nhà mái bằng, không gõ cửa mà vào thẳng bên trong. Có hai nam hai nữ ngồi trong nhà, hai người lớn tuổi, hai người trẻ tuổi, chắc là một gia đình bốn người. Thể loại họ đang ngồi quây quần bên một cái bàn nhỏ để ăn bữa tối. Trong nhà rất tồi tàn, chỉ bật một cái đèn, chắc là để tiết kiệm tiền điện. Đồ ăn trên bàn cũng rất chỉ có vài món chay và rau dại đạm bạc đơn sơ. Thấy chú hai trở về, người phụ nữ trẻ tuổi đứng dậy, đi đến cầm lấy đồ của chú hai. Ông sao thế, lại bị đánh à? Người phụ nữ đó trông cũng được, xem tuổi chú hai, có điều bàn tay hơi thô ráp, chắc là do làm việc nặng. Mặc dù chú hai ngốc nghếch, nhưng người phụ nữ này không hề có ý ghét bỏ mà luôn quan tâm chăm sóc. Tần Lâm có ấn tượng khá tốt với người thím hai này. Người phụ nữ dìu chú hai vào trong để ông ngồi trên chiếc ghế nhỏ, thấy mặt chú hai thâm tím lại, bà ấy oán trách nói. Lần sau có người đánh ông cứ bỏ chạy là được, hiểu chưa? Chú hai cười gật đầu, sau đó chỉ vào Tần Lâm, mở miệng nhưng không biết nên nói gì. Lúc này ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Tần Lâm. Người phụ nữ cũng thấy tò mò, nhìn Tần Lâm trẻ tuổi, ăn mặc cũng gọn gàng ngay ngắn. Cậu là, Tần Lâm nói, đây là chú hai của cháu. Người phụ nữ lập tức sững sờ, cậu là cháu của ông ấy. Cậu không nhầm chứ, không nhầm đâu ạ, chú hai cháu tên là Tần Phi Vũ, sinh năm 78. Người phụ nữ sững sờ, không ngờ lão Tần này vẫn còn người thân, mà còn tìm đến tận nơi. Vừa nghe thấy thể, đôi vợ chồng già ở bên cạnh cũng đứng dậy. Cậu là cháu của nó. Nó nợ tiền tôi, cậu trả đi. Tần Lâm cau mày lại, hai người trước mắt chắc là bố mẹ vợ của chú hai, theo vai về, anh phải gọi họ là ông bà. Chú hai tôi nợ tiền gì các người? Bà cụ hừ lạnh lùng, tiền xính lễ chứ còn tiền gì nữa, cưới con gái của tôi mà không đưa một cách nào, còn ăn bám nhà chúng tôi, lẽ nào nuôi nó không cần tiền sao? Dì hai cau mày nói, mẹ nói gì vậy chứ, tiền lão Tần kiếm hàng tháng chẳng phải đưa hết cho mẹ rồi sao? Bây giờ lão Tần đang nuôi cả nhà chúng ta đấy, đòi xính lễ gì chứ? Dì hai nói với Tần Lâm, thím là Thái Nghiên, cháu có thể gọi thím là thím hai, nếu cháu đã là người nhà của lão Tần vậy thì chúng ta là người một nhà rồi, ngồi xuống ăn cơm trước đi, vừa ăn vừa nói. Được, Tần Lâm vừa ngồi xuống, em trai của Thái Nghiên hừ lạnh lùng. Ăn cái gì chứ, có từng này món chúng ta còn chẳng đủ ăn, bây giờ thêm một người vậy thì ăn thế nào? Sắc mặt Thái Nghiên khó xử. Bà ấy cau mày lại, Thái Cường, em không nói thì người ta bảo em là câm à, từng này tuổi rồi mà không đi làm, ở nhà sống dựa vào anh rể, em còn kén cá chọn canh. Thích ăn thì ăn, không ăn thì lui xuống. Thái Cường là em trai của Thái Nghiên, cũng chính là em vợ của chú hai, năm nay đã ngoài 30 tuổi nhưng suốt ngày lêu lồng, chẳng làm nên trò trống gì, hai ông bà già có tuổi rồi nên cũng không thể ra ngoài làm việc, thu nhập của gia đình chỉ dựa vào chú hai và Thái Nghiên. Năm đó chú hai thoát chết là do được Thái Nghiên cứu, dần dần hai người sinh tình cảm với nhau, mặc dù chú hai hơi ngốc nghếch nhưng vẫn có thể tự lo liệu cho cuộc sống, cũng biết ra ngoài làm việc kiếm tiền, vì thế hai người ở với nhau. Mặc dù hai ông bà già phản đối kịch liệt, có điều chú hai được cái nghe lời, nói gì làm nấy, kiếm được bao nhiêu tiền là giao nộp hết, chẳng giữ lại đồng nào. Họ hài lòng về điều này thế nên đành để cho hai người kết hôn với nhau. Sau khi kết hôn bọn họ luôn bóc lột sức lao động của chú hai, ra ngoài kiếm tiền từ sáng sớm, tối muộn mới về, về nhà vẫn mặt nặng mặt nhẹ, chỉ có Thái Nghiên là yêu thương ông ấy, ban ngày bị thương chịu khổ, buổi tối về bà liền xoa bóp cho ông.
Tần Lâm nói, không sao, cháu mua cháo và rau xanh cho chú hai, ở đây vẫn còn. Chú hai đổ phần cháo còn lại ra bát, cẩn thận đưa bát cháo hải sâm cho thím hai, ông ấy thấy ngần nên không nỡ ăn hết, để dành mang về cho Thái Nghiên. Thái Cường hừ lạnh lùng, xem ra người làm cháu như cậu cũng không giàu có gì, mua mỗi chút cháo với rau xanh thôi hả? Thái Cường tỏ vẻ khinh bỉ nhưng vẫn ăn liên mồm, Tần Lâm cười không đáp lại, chỉ nhìn dáng vẻ ân ái của chú hai và Thái Nghiên anh cũng thấy vui. Chắc rằng 10 năm qua chú hai có thể kiên trì cố gắng sống đều là nhờ người phụ nữ này làm trụ cột tinh thần cho ông ấy. Thái Nghiên bưng bát cháo lên húp vài ngụm, nhìn thấy con hải sâm to béo ở bên trong, bà ấy sững sờ. Trước đây bà ấy từng làm việc trong nhà hàng, biết được cháo hải sâm rất đắt, bà nhìn chú hai với ánh mắt nghi hoặc. Chú hai vội ra hiệu bằng mắt, bưng bát lên để bà ấy tiếp tục ăn. Tần Lâm cười, lúc này chú hai đâu có ngốc, cũng thông minh đấy chứ. Ăn xong cơm, Thái Nghiên dọn bát, sau đó cả nhà ngồi uống trà. Ông cụ pha một bình trà kém chất lượng, hút vài điều thuốc rẻ tiền rồi đột nhiên nói. Tiểu Nghiên, bố có chuyện muốn nói với con. Thái Nghiên ngây người ra một lúc, có chuyện gì bố nói đi. Ông cụ thở dài, đã có quyết định sẽ dỡ bỏ nhà chúng ta rồi, vốn dĩ có thể được cấp 3 căn, bố và mẹ con một căn, con và em trai mỗi người một căn nhưng mà nhà phát triển nói rồi. Cái sân trước cửa nhà vốn dĩ không phải của chúng ta nên không được tính diện tích, thế nên chỉ có thể cho căn nhỏ nhất. Thái Nghiên có chút thất vọng, có điều cũng không còn cách nào nữa. Bố, không sao, nhỏ cũng được, con không chê nhỏ. Thái Nghiên nói xong, ba người còn lại nhìn nhau, ông cụ lộ vẻ khó xử, nói không nên lời. Bà cụ thấy thế, trừng mắt nhìn ông cụ rồi nói. Tiểu Nghiên, con không chê nhỏ nhưng bọn ta chê nhỏ, con xem. Em trai con chẳng có bản lĩnh gì, sau này nếu muốn cưới vợ chỉ có thể dựa vào căn nhà để thu hút người ta. Một căn nhà nhỏ 30-40 m², kết hôn chắc chắn sẽ rất chật, vì thế bọn ta quyết định, gộp hai căn thành một căn nhà to 2 phòng ngủ 1 phòng khách, để sau này kết hôn em trai còn dùng. Thái Nghiên cau mày nói, mẹ, vậy sau này chúng ta chỉ có 2 căn nhà, ở thế nào? Bà cụ nói, đúng vậy, chỉ có 2 căn, vì thế mẹ nghĩ thế này. Con và Tiểu Tần còn trẻ có thể làm việc kiếm tiền, các con nuôi bố mẹ, vậy nên bọn ta ố 1 căn, em trai con 1 căn, 2 vợ chồng con ra ngoài thuê nhà ở đi. Bà cụ nói xong, sắc mặt Thái Nghiên lập tức trở nên khó coi. Mẹ, như thế thì bất công quá, rõ ràng có thể chia thành 3 căn, sao cứ phải chia thành 2 căn chứ? Mẹ bảo bọn con ở đâu đây? Nghe thấy giọng điệu của Thái Nghiên có chút bực bội bà cụ cũng khó chịu, đứng dậy trừng mắt nói. Không phải lúc nãy mẹ nói rồi sao, để em trai con kết hôn, nếu 1 căn nhà 2 phòng ngủ 1 phòng khách cũng không có thì nó kết hôn kiểu gì. Con kết hôn rồi thì không suy nghĩ cho em trai nữa à, sao con ích kỷ vậy? Lời nói của bà cụ khiến Thái Nghiên rất đau lòng, mấy năm nay 2 vợ chồng họ là người kiếm tiền nuôi gia đình, tên Thái Cường ở nhà chẳng làm gì chỉ ăn bám, đến lúc phân nhà bà ấy lại trở thành người phụ nữ ích kỷ. Con ích kỷ sao, nó có tay có chân. Hàm ăn biếng làm sao không đi làm, vợ chồng con vất vả kiếm tiền nuôi gia đình, cuối cùng đến chỗ ở cũng không có, dựa vào gì chứ? Thái Cường đập bàn, chị nói quá đáng rồi đấy, sao em lại hàm ăn biếng làm chứ? Em cũng đang tìm việc làm đây, chị lấy chồng rồi, sau này chẳng phải em là người nuôi bố mẹ sao? Có thể dựa vào chị chắc, bà cụ gật đầu, đúng vậy, sau này bố mẹ không cần con nuôi nữa, 2 đứa không cần đưa tiền sinh hoạt phí nữa, chỉ cần từ bỏ căn nhà này. 2 đứa thích đi đâu thì đi. Khóe mắt Thái Nghiên đỏ hoe, nước mắt lăn dài. Sự trọng nam khinh nữ thể hiện rõ ràng trong cái nhà này. Cho dù Thái Nghiên nỗ lực, hy sinh vì cái nhà này như thế nào, cuối cùng bố mẹ vẫn chỉ suy nghĩ cho Thái Cường. Tần Lâm đứng bên cạnh quan sát tất cả nhưng anh không nói gì, tình người nóng lạnh chỉnh là như thế, cho dù là người thân, là bố mẹ ruột cũng sẽ xảy ra tình huống này. Thái Nghiên nhìn cái gia đình không có tình người này, nước mắt bà không ngừng tuôn ra. Trước đây cùng nhau kham khổ thì không nói gì, bây giờ phá dỡ phân chia nhà cửa, ai cũng có tư lợi riêng, dù bất công nhưng cũng không đến mức này chứ. Thái Nghiên nói, được, con không cần căn nhà đó, con và lão Tần sẽ dọn ra ngoài. Nói xong Thái Nghiên bắt đầu thu dọn đồ đạc, bà cụ bĩu môi, thấy bà ấy kiên quyết đi như thế, đột nhiên nói. Đúng rồi, tiền sinh hoạt phí tháng này con vẫn phải đưa cho mẹ, từ tháng sau không phải đưa nữa. Thái Nghiên vừa lau nước mắt vừa móc hết tiền trong túi ra, chắc tầm hơn 1.000 tệ, đặt hết lên bàn. Chúng tôi đi, Thái Nghiên dắt chú hai đi ra ngoài, Tần Lâm bình thản đi đằng sau.
ra khỏi cửa, chú hai vẫn hồn nhiên cười vui vẻ lau nước mắt cho Thái Nghiên. Thái Nghiên cạn lời trước bộ dạng của ông ấy, chúng ta bị đuổi ra khỏi nhà rồi, ông còn cười. Vốn dĩ tâm trạng của Thái Nghiên rất tồi tệ, dù sao cũng bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, trong người không có một đồng nào, có thể vui vẻ được sao. Nhưng nhìn thấy bộ dạng cười ngây ngô của lão Tần, Thái Nghiên phì cười, mặc dù ra đi với hai bàn tay trắng nhưng ít nhất người đàn ông này toàn tâm toàn ý với bà. Thái Nghiên nhìn Tần Lâm, thấy hơi ngượng ngùng khó xử. Cháu xem, thím hai lần đầu tiên gặp cháu, là bề trên mà chẳng có quà gặp mặt gì lại còn để cháu xem trò hề. Tần Lâm nói, thím hai nói gì vậy chứ, thím yên tâm, có cháu ở đây, cháu chắc chắn sẽ không để hai người phải chịu khổ đâu, đi theo cháu. Nói xong, Tần Lâm gọi điện cho Long Ích Huy, ông ta nhanh chóng lái xe đến chỗ anh. Mọi người lên xe đi. Thái Nghiên sững sờ khi nhìn thấy xe, mặc dù nghèo thật nhưng bà cũng biết chút ít về con xe này. Trước đây khi phục vụ ở nhà hàng, bà nhìn thấy rất nhiều xe hoa đám cưới đều dùng hãng này, có người nói cho bà biết đây là xe Maybach. Hơn 2 triệu tệ. Cháu của lão Tần rốt cuộc là ai, sao có thể ngồi xe sang thế này chứ? Ba người lên xe, Tần Lâm bảo Long Ích Huy chở họ về nhà họ Tần, mặc dù nhà họ Tần cũng sắp bị phá dỡ, nhưng nhà cũ vẫn còn, anh dẫn chú hai về xem, hy vọng ông ấy có thể nhớ ra điều gì đó. Vào trong căn nhà lớn của nhà họ Tần, biểu cảm của chú hai có chút kỳ quái. Thái Nghiên vội hỏi, lão Tần, có phải ông nhớ ra điều gì rồi không? Chú hai, đây là nhà trước đây của chúng ta, chú còn nhớ không? Chú hai đi một vòng trong nhà, đột nhiên mặt biến sắc, ông ấy ôm đầu nằm dưới đất, toàn thân run rẩy. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Gương mặt lộ biểu cảm sợ hãi, hình như nhớ ra chuyện gì rất đáng sợ. Năm đó cảnh tượng nhà họ Tần bị vây giết đã trở thành nỗi ám ảnh khó quên trong lòng chú hai, khi đó cả nhà họ bị giết ở cái sân này. Tiểu Lâm mau chạy đi. Chú hai nằm trên đất vừa giãy giụa vừa hét lớn lên. Tần Lâm cũng thấy ướt khóe mắt, chú hai thành ra thế này nhưng vẫn nhớ đến anh. Anh vội rút cây kim bạc châm vào gáy của chú hai, sau đó ông ấy bình tĩnh lại, nhắm mắt ngất lịm đi. Tần Lâm cũng không dám ở lại đây nữa, vội bế chú hai lên xe, lần này anh đưa họ đến trang viên Thanh Mai. Trên đường đi Thái Nghiên rất tò mò, Tiểu Lâm đúng không, rốt cuộc gia đình cháu có lai lịch thế nào? Thái Nghiên luôn tò mò về thân thế của lão Tần, nhưng ông ấy lúc nào cũng ngây ngốc, hỏi gì cũng không nói, lần này gặp được người nhà họ Tần, cuối cùng bà ấy cũng có thể hỏi. Tần Lâm nói, 10 năm trước nhà họ Tần cháu là gia tộc đứng đầu Đông Hải. Tần Lâm từ từ kể lại lịch sử, nhà Thái Nghiên chỉ là hạng dân thường ở tầng lớp thấp nhất trong xã hội, hoàn toàn không biết đến tứ đại gia tộc cầm kỳ thư họa, những thứ cao quý đó chỉ có người nhà giàu mới biết, tầng lớp nghèo khổ như họ không thể nào hiểu được. Thái Nghiên sửng sốt kinh ngạc khi nghe đến vụ việc cả nhà mười mấy người bị giết sạch. Không ngờ lão Tần đã thoát chết, hơn nữa trước đây ông ấy là một nhân vật rất quyền thế. Thái Nghiên lộ vẻ tự ti, bà cúi đầu nói, nếu như là trước đây, chú hai của cháu chắc chắn sẽ không thèm để ý đến thím, thím không xứng với ông ấy. Tần Lâm nghiêm mặt nói, thím hai, thím là một người phụ nữ hoàn hảo, chú hai có thể tìm được thím là phúc đức mấy kiếp tu mới tu được của chú ấy. Thái Nghiên cảm động, gương mặt lộ vẻ cảm kích, Tần Lâm nho nhã lễ phép, tuấn tú lịch sự, không hề xem thường bà, khiến bà rất có cảm tình. Họ nhanh chóng đến Sơn Trang Thanh Mai, vừa xuống xe Thái Nghiên ngớ người ra, đây là công viên Hà. Tần Lâm mỉm cười nói, thím hai, đây là nhà chúng ta, sau này thím và chú hai sẽ ở đây. Thái Nghiên trợn to hai mắt, đây là nhà của cháu. Một nơi rộng lớn phóng tầm mắt không thấy điểm cuối như vậy. Một nơi xinh đẹp như này, cầu treo nước chảy chim hót hoa thơm, nói là danh lam thắng cảnh cũng không ngoa, lại là nhà của cháu ấy. Thái Nghiên thật sự được mở rộng tầm mắt, lần đầu tiên biết, thì ra một ngôi nhà cũng có thể xây dựng xa hoa như vậy. Lái xe dạo quanh một vòng, chọn cho chú hai một căn phòng đầy nắng, để hai người họ chuyển vào đây. Gọi một bảo mẫu và một quản gia phục vụ riêng cho họ. Thím hai có yêu cầu gì thì cứ nói với bọn họ, không cần khách sáo đâu ạ. Thái Nghiên hiền lành gật đầu, trên mặt đầy vẻ hoang mang, nhà họ Tần bị suy tàn rồi mà, sao cậu chủ nhà họ Tần vẫn lợi hại như vậy? Tần Lâm bắt đầu lấy một vài quyển sách cổ ra đọc, căn bệnh này của chú hai thật sự rất phức tạp khó chữa. Bởi vì bệnh này đã kéo dài quá lâu, tận 10 năm trước, lại còn là bệnh nặng, hiện tại dẫn đến chú hai bị mặc bệnh khắp người, chữa trị cũng khá phiền phức. Mấy tiếng sau, chú hai Tần cuối cùng cũng tỉnh lại,
đã quên gần hết chuyện lúc trước, Tần Lâm sắc cho ông ấy một bát thuốc. Chú hai, chú uống thuốc trước đi, mấy ngày nữa chú khỏe lên cháu sẽ châm cứu cho chú. Loại bệnh này không thể vội vàng được, vì vậy Tần Lâm cũng chuẩn bị trị liệu từ từ, mong có thể chữa khỏi cho chú hai bằng cách nhẹ nhàng nhất. Sau khi chú hai tỉnh lại, cảm xúc khá ổn định, Tần Lâm gọi vài người đến cắt tóc, xử lý vết bầm trên người chú hai, sau đó thay quần áo mới, lập tức như biến thành người khác vậy. Mặc dù lưng không thẳng nhưng phong thái và khí chất năm đó đã ít nhiều khôi phục lại. Thái Nghiên ngẩn ra, xem ra Tần Lâm nói quả thật không sai, 10 năm trước, lão Tần chắc chắn là một nhân vật quát gió gọi mây. Bệnh của chú hai không hề đơn giản, ngay cả Tần Lâm cũng cảm thấy hơi nan giải, anh liên hệ với mấy người bác sĩ, tất cả chuyên gia nổi tiếng của Đông Hải đều tập trung ở thư viện tỉnh. Tần Lâm cần một vài quyển sách, dù sao não anh cũng không phải là cỗ máy, một căn bệnh không phổ biến như vậy cần một số kiến thức trong sách để kiểm chứng. Ngoại trừ đống sách đông y ở trong thư viện tỉnh, các chuyên gia toàn thành phố cũng đã mang bộ sách sưu tập trong nhà ra. Rất nhiều cuốn sách cổ chỉ có một bản, được mấy chuyên gia già này giấu ở nhà làm của riêng, nay vì nể mặt Tần Đại Sư mới lấy ra chia sẻ. Đám người Tần Lâm ở thư viện bắt đầu nghiên cứu, mọi người thấy Tần Đại Sư hăng hải như vậy cũng lập tức tò mò về bệnh nhân này. Tần Lâm nói sơ qua về bệnh tình của chú hai Tần, bao gồm cả mạch tượng, rất nhiều chuyên gia bỗng chốc rơi vào trầm tư. Bệnh đáng chí 10 năm này e là rất khó chữa khỏi, hơn nữa chứng mất trí nhớ có chọn lọc này có thể coi một nửa là do vấn đề tâm lý. Bản thân người bệnh bị tổn thương bởi một số ký ức đau buồn, nếu để bọn họ nhớ lại, không chừng còn có thể dẫn đến chấn thương lần hai. Tần Lâm cũng biết điều này, vì vậy không thể vội vàng mà phải từ từ nghĩ cách. Anh tin, trên thế giới này không có bệnh nào là không thể chữa khỏi, nếu thật sự không thể chữa khỏi thì Tần Lâm chỉ có thể mặt dày đi mời sư phụ xuống núi. Nhưng trước đó, anh vẫn mong có thể tự giải quyết bệnh tình cho chú hai. Sau khi chú hai tỉnh lại, đi dạo trong trang viên Thanh Mai cùng Thái Nghiên, thấy cảm xúc của chú hai Tần đã ổn định hơn rất nhiều, Thái Nghiên nói. Ông ở đây nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho tốt, tôi đi làm đây. Chú hai Tần nghe vậy thì gật đầu không nói gì cả. Mặc dù thấy nhà Tần Lâm giàu có như vậy, chỉ ăn uống không công ở đây, trong lòng bà ấy thấy rất bứt rứt. Ra khỏi cổng, Long Ích Huy đích thân lái xe đưa bà ấy đi, mặc dù Thái Nghiên đã từ chối mấy lần, nhưng Long Ích Huy vẫn đi theo, khi đến nơi, Long Ích Huy cũng đỗ xe ở trước cổng. Trước đó, cậu Tần đã dặn dò phải đi theo bảo vệ 24/24, chú hai Tần ở trong trang viên Thanh Mai chắc chắn không có vấn đề gì. Nhưng Thái Nghiên ra ngoài làm việc, ông ta phải đi theo, lỡ lại có kẻ ngu si động vào người thân của cậu Tần như hôm qua, thì anh Đông sẽ đánh chết ông ta mất. Thái Nghiên làm nhân viên phục vụ trong một nhà hàng bình thường, buổi tối còn kiêm thêm công việc massage, hai công việc công lại có thể kiếm được hơn 3.000 tệ mỗi tháng. Mặc dù bây giờ bà ấy không phải nuôi bố mẹ và em trai nữa, nhưng bà ấy vẫn muốn kiếm thêm tiền, vì vậy không bỏ công việc nào cả. Vào nhà hàng, thay quần áo nhân viên phục vụ liền lập tức bận rộn làm việc, thời gian buổi sáng nhanh chóng trôi qua, giữa trưa, mấy người đàn ông hung hăng bước vào nhà hàng, ai là Thái Nghiên? Thái Nghiên sững sờ chốc lát, là tôi chính là Thái Nghiên, các ông là ai? Mấy người đàn ông lạnh lùng hừ mấy tiếng, em trai bà nợ tiền chúng tôi tìm bà để đòi tiền. Sắc mặt Thái Nghiên khế biến, các ông là ai? Sao em trai tôi lại nợ tiền các ông? Người đàn ông dẫn đầu đứng lên nói, tôi họ Hoàng, đây là giấy nợ của em trai bà, nhìn thấy chưa? Thái Nghiên cầm giấy nợ xem xét, đồng tử bà ấy đột nhiên co lại. 150.000 tệ. Nó vay các ông tận 150.000 tệ. Tên họ Hoàng cười khinh bỉ, 150.000 là tiền gốc, giờ cộng thêm cả tiền lãi đã hơn 150.000 rồi, mau trả tiền đi. Sắc mặt Thái Nghiên hơi khó coi, nó nợ tiền các ông, thì các ông đi tìm nó mà đòi chứ. Anh Hoàng nói, nếu hắn ta có tiền thì bọn tôi đến tìm bà làm gì? Hắn ta nói không có tiền, trong nhà cũng không có thứ gì đáng tiền cả, em trai bà bảo chúng tôi đến đòi bà. Sắc mặt Thái Nghiên rất khó coi, sao lại đòi tôi cũng không có tiền. Anh Hoàng sắn tay áo lên, bà cũng không có tiền. Vậy đừng trách chúng tôi không khách sáo. Thái Nghiên lui về sau mấy bước, mặt mũi tái nhợt. Anh Hoàng đang định ra tay, thì đột nhiên phía sau lưng vang lên một giọng nói lạnh lùng. Cậu định không khách sáo với ai? Anh Hoàng giật mình quay đầu. Ôi chao, anh Long đây mà, sao anh lại đến nhà hàng nhỏ này ăn cơm vậy? Anh Hoàng vừa nhìn thấy Long Ích Huy thì lập tức chuyển sang vẻ mặt tươi cười, gật đầu cúi chào.
Long Ích Huy lạnh lùng nói, thằng nhóc cậu lại bắt đầu cho vay nặng nặng lãi à? Anh Hoàng bày ra vẻ mặt thảm thiết nói, anh Long, tôi cũng phải ăn cơm chứ, anh yên tâm đi, không phải cho vay nặng lãi đâu, lãi suất rất phải chăng? Long Ích Huy cầm giấy nợ lên nhìn, quả đúng không phải là vay nặng lãi, cho dù là vay thông thường, nhưng tất nhiên vẫn cao hơn lãi suất ngân hàng rất nhiều, mấy người đàn em này của ông ta cũng phải ăn cơm, nên vẫn ngầm chấp nhận kiểu kinh doanh này. Nể mặt tôi, cho qua khoản tiền này đi. Anh Hoàng tỏ ra lúng túng, đừng mà anh Long, như vậy không được đâu, chúng em cũng phải ăn cơm mài. Thế này đi, không cần lãi suất nữa, trả tiền gốc là được. Nghe Long Ích Huy nói muốn xóa nợ, Thái Nghiên cũng vội vàng nói. Ông Long, chúng tôi sẽ trả lại tiền. Đã vay tiền người ta thì không thể ngay cả tiền gốc cũng không trả được. Anh Hoàng đợi tôi một chút, sau khi tan làm tôi sẽ về nhà hỏi. Thể loại buổi tối, Tần Lâm lái xe đưa chủ hai Tần đi đón thím hai tan làm, thấy thím hai làm nhân viên phục vụ ổ đây, Tần Lâm không nói nên lời. Thím hai, cháu không để ý một cái là thím đã chạy ra ngoài rồi, sau này thím không cần làm công việc này nữa. Nói xong, Tần Lâm lấy ra một tấm thẻ đưa cho Thái Nghiên. Thím hai, thím cầm lấy tấm thẻ này đi, thím cứ thoải mái dùng tiền trong đó. Tiền của cháu cũng chính là tiền của chủ hai, Tần Lâm vốn định đưa tấm thẻ này cho chú hai Tần, nhưng với tính cách ngốc nghếch của chú ấy, nhận rồi chú ấy chắc chắn sẽ đưa cho thím hai, như vậy không bằng Tần Lâm đưa thẳng thím hai cho xong. Thím hai khó xử, như vậy không được đâu, thím hai không thể nhận tiền của cháu được, thím có chân có tay có thể kiếm tiền được. Tần Lâm mỉm cười, cũng được, vậy thím đừng làm việc cho người ngoài nữa, vườn hoa trong nhà cháu giao cho thím chăm sóc, mỗi tháng cháu sẽ trả lương cho thím được không? Đây là thẻ lương, thím cầm lấy đi. Điều này, thím hai tỏ ra khó xử, nhưng thấy thịnh tình của Tần Lâm khó từ chối nên bà ấy chỉ đành nhận lời. Làm việc với cỏ hoa trong một khi vườn xinh đẹp như vậy tốt hơn làm phục vụ ở đây rất nhiều. Trong cái thẻ này có khoảng mấy trăm nghìn tệ. Cứ coi như là Tần Lâm thanh toán trước lượng có bà ấy đi. Tất nhiên, Thái Nghiên không biết trong thẻ này có bao nhiêu tiền, nếu biết số tiền cụ thể chắc chắn sẽ giật mình. Mặc dù Long Ích Huy đã dặn dò, nhưng anh Hoàng vẫn muốn đòi tiền lại, các đàn em cũng phải sống, cùng lắm là không cần lãi nữa, chỉ đòi tiền gốc thôi. Anh Hoàng nói, mấy vị ngồi xe tôi đi, cùng nhau đi gặp Thái Cường. Tần Lâm nhíu mày, hỏi chuyện gì xảy ra, trên đường Thái Nghiên kể lại sự việc. Vẻ mặt Tần Lâm lạnh lùng, đây là chuyện giữa hai chị em nhà người ta, một hậu bối như anh không tiện xen vào. Chỉ ở bên cạnh không nói gì. Về đến nhà, Thái Nghiên tức giận đùng đùng xông vào nhà hỏi. Thái Cường, em vay 150.000 tệ làm gì? Thái Cường lười biếng khóa màn hình điện thoại lại, dựa vào giường nói. Em chơi game, cái gì, chơi game mà tốn những 150 tệ. Em điên rồi à, Thái Nghiên thực sự rất tức giận. Tên Thái Cường này đúng là bùn nhão không đắp nổi tường, tệ để chơi game. Nghe thấy tiếng quát mắng của Thái Nghiên, bà cụ miễn cưỡng bước ra ngoài. Hét cái gì mà hét, em trai con không có chơi game, nó lấy tiền donate cho nữ streamer. Cái gì, Thái Nghiên trợn tròn mắt, vẻ mặt không tin. Em lại donate cho nữ streamer, em tưởng mình là cậu ấm nhà giàu à. Bà cụ nói, Tiểu Nghiên, con đừng nói em trai con như vậy. Em trai con cũng là vì kiếm bạn gái thôi mà, mẹ thấy cô gái đó khá ổn, nếu bỏ ra một chút tiền mà lấy được về nhà cũng tốt. Thái Cường nằm trên giường với bộ dạng chết nhác, mẹ nói với chị ấy cũng có tác dụng gì đâu, chị ấy cũng không biết Tiểu Hồ Nương là ai cả. Tiểu Hồ Nương, Tần Lâm lập tức thấy buồn cười, tên Thái Cường này vay tiền để donate, cuối cùng lại donate chúng Tiểu Hồ Nương. Thái Nghiên vô cùng tức giận, Tiểu Hồ Nương cái gì, rốt cuộc em đã tiêu bao nhiêu tiền cho cô ta hồi. Thái Cường cũng không giấu giếm, vẻ mặt thờ ơ nói, chẳng bao nhiêu cả, chỉ hơn 200.000 tệ mà thôi. Cái gì, Thái Nghiên tức suýt nữa thì ngất xỉu, không ngờ nó lại tiêu tận 200.000 cho một nữ streamer. Điên rồi à, quan trọng nhất là, Thái Cường không hề có tiền, anh ta suốt ngày ở nhà ăn không chờ chết, đừng nói 200.000, ngay cả 500 tệ anh ta cũng không có. Trừ 150.000 đi vay. Hơn 50.000 còn lại đều là tiền Thái Nghiên và chú Hai Tần làm việc vất vả kiếm được. Mỗi tháng bọn họ kiếm được bao nhiêu tiền đều phải nộp lại để trợ giúp gia đình, bản thân bọn họ rất ít khi giữ lại. Vốn tưởng rằng bố mẹ sẽ dành dụm số tiền này, nhưng không ngờ lại đưa hết cho anh ta tiêu pha. Mẹ, sao mẹ có thể để nó tiêu tiền như vậy chứ? Bà cụ nhíu mày nói, em trai con tiêu chút tiền thì có làm sao, đây là vì tìm vợ mà, hiện giờ lấy vợ cũng phải tốn 200-300.000 đấy.
Thái Nghiên cũng cạn lời, 200-300 nghìn mà lấy được vợ thì con cũng nhịn, nhưng mà em lấy được chưa? Em gặp người thật chưa? Thái Cường vẫn cứng miệng nói, sắp rồi, cô ấy nói mấy ngày nữa sẽ có lễ hội Carnival hàng năm, muốn đưa em đi cùng. Tần Lâm bỗng nhiên phì cười. Người khác không biết lễ hội Carnival, nhưng anh biết vô cùng rõ, với đức hạnh của tiểu hồ nương thì không có tư cách tham gia. Thái Cường nhíu mày, cậu cười cái gì? Tần Lâm cười khinh bỉ, tôi cười cho sự ngu ngục của anh, cái cô tiểu hồ nương đó không biết đã ngủ với bao nhiêu người rồi, anh tiêu 200 nghìn mà còn không gặp được mặt, anh nói mình có ngu si không chứ? Cậu nói láo, nữ thần trong lòng anh ta bị sỉ nhục, Thái Cường lập tức nổi giận. Tiểu hồ nương sao có thể ngủ với người khác chứ, cậu không biết thì đừng có mà nói linh tinh. Tần Lâm cười mỉa mai, anh ngây thơ thật đấy. Tần Lâm chỉ nói vậy, cũng không thèm giải thích với anh ta, với đức hạnh đó mà tiểu hồ nương vẫn nổi được là vì có những kẻ như vậy ủng hộ cô ta. Cuộc sống của Thái Cường thất bại như vậy cũng không phải không có nguyên do. Thái Nghiên chỉ vào anh Hoàng phía sau nói, hiện giờ người ta đến đòi nợ rồi, em mau trả tiền đi. Thái Cường nằm trên giường với dáng vẻ điếc không sợ súng, em không có tiền, chị trả hộ em đi. Chị trả hộ em, chị lấy đâu ra tiền mà trả hộ em? Thái Cường, em có biết xấu hổ không hả? Thái Cường chỉ vào chú hai Tần nói, bảo anh rể trả đi, anh rể tìm được người nhà rồi mà, hẳn là có chút tiền chứ. Nói xong, Thái Cường còn liếc mắt qua Tần Lâm. Thái Nghiên trợn mắt, em nằm mơ đi. Thái Nghiên nói với bố mẹ, con không lo chuyện này được đâu. Tiền của con và lão Tần đã đưa hết cho bố mẹ rồi, sau này Thái Cường có thể nào cũng không liên quan đến chúng con. Sau đó, Thái Nghiên bước ra cửa và nói với chủ nợ là anh Hoàng. Anh Hoàng, nó không liên quan gì đến tôi, ông cứ tùy ý đòi nó, tôi đi đây. Nói xong, mấy người Thái Nghiên liền đi lên xe. Anh Hoàng biết với tình hình này thì không cần lo nữa, liền nói với Thái Cường. Con mẹ nó, tao cho mày thời gian một ngày, nếu mày không trả nợ, thì ngày mai tao sẽ chặt một chân của mày trước. Thái Cường coi thường lời nói của người khác, nhưng lại rất sợ lời của anh Hoàng, lập tức đứng dậy, cúi đầu khom lưng đi đến. Nhưng anh Hoàng không thèm để ý lên xe đi thẳng. Sắc mặt Thái Cường hơi khó coi, anh Hoàng không phải nói giỡn, người xã hội đen nói năng làm việc rất tàn nhẫn, nếu Thái Cường không trả tiền, e là ngày mai sẽ mất chân thật. Mẹ cho con ít tiền đi, không thì ngay mai con sẽ xong đời đó. Bà cụ cũng tỏ ra buồn rầu, trong nhà làm gì còn tiền. Hay là con thử hỏi cô gái đó xem có thể rút lại tiền sính lễ không, sau này chúng ta sẽ đưa lại cho cô ấy. Thái Cường do dự một hồi, hình như cũng chỉ còn cách này. Thái Cường lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tiểu Hồ Nương. Vợ ơi, có đó không? Tiểu Hồ Nương duy trì liên lạc với tất cả các đại gia thường donate cho cô ta, donate trên 100-200 nghìn sẽ xưng hô là vợ chồng. Donate từ 3 đến 500 nghìn thì có thể gặp mặt, thỉnh thoảng lên giường một lần. Trong mắt cô ta, Thái Cường chỉ là một con cá nhỏ, trên mạng rất thân mật nhưng chưa đủ tư cách để gặp mặt. Mỗi lần Thái Cường nói muốn gặp mặt, cô ta đều viện mọi lý do để tránh né. Sao vậy chồng, em đang nghỉ ngơi, à, tiền anh donate lúc trước có một phần lớn là vay nặng lãi, bây giờ người ta đang đuổi đến nhà đòi nợ, em xem có thể trả lại cho anh một chút. Anh đảm bảo qua đợt này anh sẽ đền bù em gấp đôi. Mấy phút sau, Tiểu Hồ Nương trả lời lại. Tiền anh donate cho tôi đều là do đi vay. Tôi còn tưởng anh là ông chủ cơ, không ngờ lại là thằng rẻ rách, cút. Thấy Tiểu Hồ Nương trả lời như vậy, trái tim của Thái Cường chợt nguội lạnh, xong đời rồi. Vợ, sao em lại có thể nói như vậy chứ? Đáp trả dòng tin nhắn này lại là một dấu chấm than, đối phương đã chặn anh ta. Sắc mặt Thái Cường tối sầm lại. Tức đến mức suýt phứt điện thoại, người phụ nữ này trở mặt cũng nhanh quá đi, trước đó còn luôn mồm gọi anh ta là chồng, nhưng giờ lại thẳng tay chặn anh ta. Mặt mũi Thái Cương tái mét mẹ, không đòi lại được tiền, cô ta chặn con rồi. Bà cụ sững sờ giây lát, mặc dù không biết chặn là gì, nhưng bây giờ không đòi lại được tiền thì phải làm sao đây? Lúc cả nhà đang đau buồn, thì đột nhiên một bà bác bước vào với vẻ mặt nhiệt tình. Ôi dào bà Thái, nhà các bà phát tài rồi à? Ông cụ sững sờ, em gái nói gì vậy, phát tài gì chứ? Bà bác này là hàng xóm nhà bọn họ, tôi thấy mấy người ra khỏi nhà ông bà vừa rồi đã lên một chiếc xe Mercedes rời đi đó. Thái Cường đột nhiên phấn khởi trở lại, Mercedes. Bác chắc chắn không nhìn nhầm chứ? Tổng cộng có 2 nhóm người đi ra từ nhà bọn họ, mấy người Tần Lâm và anh Hoàng. Anh Hoàng luôn lái chiếc xe van, điều này anh ta biết rất rõ.
Lẽ nào chiếc xe Mercedes đó là của đám người Tần Lâm? Bà bác nói, những xe khác tôi không biết nhưng Mercedes thì rất rõ, chắc chắn là Mercedes, màu đen rất đẹp. Hai mắt Thái Cường sáng lên, nhìn sang bố mẹ. Mẹ, lẽ nào anh rể là con nhà giàu? Bà cụ cũng trao mày nói, chắc không phải đâu, nó làm gì giống con nhà giàu chứ? Việc này rất khó nói, đầu óc anh rể có vấn đề, có thể không nhớ rõ bản thân là con nhà giàu, con tí thì quên, trên cổ anh rể có một viên ngọc rất có giá trị, nếu là người nhà bình thường thì sao có thể đeo mặt dây chuyền ngọc bích quý giá như vậy chứ? Đôi vợ chồng già nghĩ thấy cũng có lý, không chừng chúng ta đã nhìn lầm thật rồi, tên họ Tần còn rất giàu có. Thái Cường vỗ đùi, có lẽ là thật đó, mẹ xem đứa cháu của anh ta ăn mặc rất cao cấp, có lẽ cháu anh ta rất giàu có. Chúng ta nuôi dưỡng anh ta 10 năm, hiện giờ anh ta phát tài rồi, không thể bỏ quên chúng ta như vậy được chứ. Thái Cường nói vậy đúng là quá trơ trẽn, 10 năm nay rõ ràng là chú hai Tần làm lụng vất vả nuôi sống bọn họ. Cả nhà bọn họ ham ăn lười làm, nếu không có chú hai Tần thì bọn họ đã đói chết từ lâu rồi. Hai ông bà già cũng cảm thấy vậy, đúng thế, có thể đi Mercedes thì chắc chắn rất giàu có, mẹ bảo sao Tiểu Nghiên nói đi là đi luôn chứ. Hóa ra là bọn nó đã bám được vào nhà giàu rồi. Không được, chúng ta phải đi đòi tiền, đấu tranh cho quyền lợi hợp pháp của chúng ta. Một nhà ba người nói xong là xuất phát đi luôn. Sau khi về trang viên Thanh Mai, cảm xúc của Thái Nghiên đã bình tĩnh hơn rất nhiều, vừa thở phào nhẹ nhõm thì nhận được cuộc gọi từ Thái Cường. Sắc mặt mặt Thái Nghiên lúc xanh lúc trắng, sau khi cúp điện thoại, bà ấy nói với Tần Lâm. Tiểu Tần, thím thật sự rất xin lỗi. Bố mẹ thím và cả em trai thím muốn đến đây xem một chút. Tần Lâm mỉm cười, thím hai, đấy chính là nhà của thím, thím muốn để bọn họ đến lúc nào cũng được. Thái Nghiên ngượng ngùng gật đầu, liếc nhìn chú hai Tần. Chú hai Tần cười hề hề nói, được, chú hai cũng đồng ý rồi, Tần Lâm tất nhiên không có gì để nói, cử một xe đến đón ba người kia. Sau khi đến trang viên Thanh Mai, cả nhà ông Thái lập tức trợn to mắt, biểu cảm khoa trương. Con trai, đây là biệt thự à? Thái Cường cũng rất kinh ngạc, chắc là thế, con đã thấy trên TV rồi, nhưng đây là lần đầu tiên con thấy nhà to như vậy đấy. Ba người Thái Cường đi vào trong sân, đến một cái đình hóng mát, thấy đám người Tần Lâm đang ngồi trong đình. Thái độ bà cụ tốt hơn lúc nãy rất nhiều, cười ha hạ nói. Không ngờ nhà Phi Vũ lại có điều kiện như vậy. Thái độ của bà cụ thay đổi rất nhanh, lúc trước toàn gọi chú hai Tần là Tiểu Tần, có lúc còn gọi là tên ngốc. Giờ nhìn thấy nhà của Tần Lâm, liền bắt đầu gọi là Phi Vũ. Vẻ mặt Thái Nghiên lạnh lùng, mẹ, rốt cuộc mẹ muốn nói gì, con nói rồi, con không có tiền. Bà cụ tức giận trợn mắt với bà ấy, con không có tiền, nhưng Phi Vũ có tiền mà. Nói xong, bà cụ nhìn chú hai Tần, Phi Vũ này, các con tự hỏi xem, 10 năm nay nhà chúng ta đối xử tốt với con chứ? Năm đó nếu mẹ không đồng ý thì sao con có thể lấy được cô vợ tốt như này chứ? Chúng ta cũng không có đòi con tiền sính lễ. Hiện giờ con đã có điều kiện rồi, bù lại tiền sinh lễ chắc không vấn đề gì nhỉ. Chú hai Tần cười ngu ngốc, cũng không biết đang nghĩ gì. Thái Nghiên hơi không vui nói, mẹ, mẹ có thể đừng quá đáng như vậy không, con cũng không phải là gả đi, 10 năm nay con và lão Tần luôn ở nhà hậu hạ mà. Lão Tần chính là đến ở rể, sao phải đưa sính lễ chứ? Theo quy tắc thì đúng là như vậy, nếu Thái Nghiên gả về nhà chồng, thì đòi sính lễ là đương nhiên. Nhưng 10 năm nay hai người luôn ở nhà hầu hạ, kiếm được bao nhiêu tiền đều nộp lại, sao lại đòi sính lễ chứ? Ông cụ châm điếu thuốc nói, Tiểu Nghiên à, con nói như vậy là không đúng, lúc trước con không gả đi, nhưng giờ gả đi rồi mà. Bố mẹ vất vả nuôi con khôn lớn, con nói đi là đi luôn với người ta, không đưa chút sính lễ mà được à? Phi Vũ, mẹ nói có lý không? Chú hai Tần cười cười rồi gật đầu. Nói xong, ba người nhà lão Thái đều nhìn Tần Lâm. Tùy chỉnh mặc dù Tần Lâm không nói gì nhưng họ đều biết rõ muốn lấy tiền thì phải lấy từ chỗ của anh bởi vì anh mới là người có tiền. Mặc dù chú hai Tần là bề trên nhưng ông ấy ngốc nghếch không quyết định được gì, chỉ khi nào Tần Lâm mở miệng thì bọn họ mới lấy được tiền. Tần Lâm lạnh nhạt nói, các người muốn bao nhiêu tiền? Theo lý mà nói nhà họ Tần cưới vợ đương phiên phải làm to rồi. Muốn bao nhiêu tiền Tần Lâm cũng có thể chỉ trả được. Nhưng mà người nhà lão Thái không phải hạng tốt đẹp gì, đối xử tệ bạc với chú hai, vì thế Tần Lâm cũng không cho bọn họ nhiều lợi ích. Thể loại hơn nữa bây giờ chú hai không được nhanh nhẹn, người làm cháu như Tần Lâm chuẩn bị sính lễ cho chú thực sự không được thích hợp cho lắm, anh muốn đợi chú hai khỏi hẳn rồi để ông ấy tự giải quyết chuyện này.
không ngờ rằng nhà lão Thái lại đến đòi tiền nhanh như thế. Thái Cường nghĩ một lúc rồi nói, chúng tôi muốn 1 triệu. Thái Nghiên lập tức đứng dậy, em điên rồi. Vòi vĩnh quá đáng, 1 triệu tệ, em nói vớ vẩn cái gì vậy? Thái Cường vốn định đòi 200.000 tệ, trả hết nợ là được rồi, nhưng thấy Tần Lâm giàu có như thế nên nổi lòng tham, muốn vòi nhiều tiền hơn. Tần Lâm nghe thấy 1 triệu tệ liền cười nhạt, cũng chẳng nói gì, chú hai kết hôn đừng nói là 1 triệu, 100 triệu anh cũng sẽ đưa. Nhưng để loại người như Thái Cường vòi vĩnh như thế không phải là tính cách của anh. Tần Lâm nhìn chú hai, 1 triệu tệ được không ạ? Chú hai Tần cười hi hi, được, thấy chú hai cười, Tần Lâm cũng cười, được, 1 triệu tệ, tôi bảo người đi lấy. Tần Lâm gọi quản gia, bảo ông đi lấy 1 triệu tệ tiền mặt. Thấy Tần Lâm đi lấy tiền thật, hai ông bà già đều cười, nhưng tên Thái Cường lại thấy hối hận, đưa 1 triệu tệ dễ dàng như thế, có phải là anh ta đòi ít rồi không? Loại người lòng tham không đáy chính là như thế, vốn dĩ chỉ định đòi 200.000 tệ, bây giờ cảm thấy 1 triệu tệ vẫn ít. Thái Cường chỉ vào con xe đỗ trước cổng, tôi còn chưa nói xong, ngoài 1 triệu tệ ra tôi còn muốn chiếc xe kia, Thái Nghiên đập bàn đừng dậy, Thái Cường. Em đừng có quá đáng. Thái Cường hừ lạnh lùng, em quá đáng. Chị là chị ruột của em đấy, chị gả cho người khác như thể, em đòi chút tiền, lấy con xe cũng gọi là quá đáng sao. Số tiền này em dùng để kinh doanh, có xe đi cũng tiện, sau này chẳng phải em là người nuôi dưỡng bố mẹ sao. Em, Thái Cường nói dễ nghe, loại chơi bời lêu lồng như anh ta chỉ có thể đi vay nặng lãi donate cho mấy em gái streamer là giỏi, cái hạng đấy mà cũng có thể kinh doanh ư. Tần Lâm cười khẩy, muốn xe đúng không? Được, đây là xe mới, chưa đóng bảo hiểm, anh lái đi. Đây là con xe Mercedes-Benz mà tối qua anh nhờ người mua, anh lái xe thể thao không tiện cho lắm, đúng lúc Thái Cường thích con xe mới này vậy thì cho anh ta. Thái Cường vừa định lấy chìa khóa xe, Tần Lâm đột nhiên túm lấy tay anh ta rồi nói. 1 triệu tệ, một con xe thể thao có phải là thanh toán xong rồi không? Thái Cường nói, không sai, đây là tiền sính lễ, sau này chị tôi là người nhà họ Tần các người rồi. Nợ nần giữa hai nhà đã giải quyết xong. Tần Lâm bỏ tay ra, gương mặt lộ vẻ khôi hài. Được, Thái Cường cầm tiền cầm chìa khóa, chỉ muốn mau mau chóng chóng rời khỏi đây. Tần Lâm lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Đoàn Bảo Đông. Tìm cho tôi vài tên ăn trộm lợi hại. Mặc dù Tần Lâm có tiền nhưng không phải ai cũng có thể đến đòi tiền anh, loại người như Thái Cường là kẻ lưu manh vô lại. Nếu không phải nể mặt thím hai, Tần Lâm đã sớm dùng bạo lực xử lý anh ta rồi. Tần Lâm đương nhiên đã rào trước đón sau khi để anh ta lấy tiền đi dễ dàng như thế, nếu không dạy dỗ một trận, bọn họ sẽ không biết điều. Đoàn Bảo Đông lập tức trả lời, đã tìm xong tên ăn trộm, cậu Tần có gì cứ căn dặn. Người lăn lội trong giang hồ như Đoàn Bảo Đông, đương nhiên có không ít thuộc hạ là kẻ móc túi, dưới sự quản dạy của ông ta, bọn họ đã rửa tay gác kiếm không làm nghề này nữa rồi, khi nào có yêu cầu đặc biệt mới ra tay. Tần Lâm gửi biển sổ xe, trên xe có 3 người. Có 1 triệu tệ tiền mặt. Đã rõ, có biển số xe thì dễ làm rồi, Đoàn Bảo Đông lập tức đi sắp xếp. 3 người nhà Thái Cường hào hứng ngồi lên xe, đây là Mercedes-Benz đấy, cả đời họ cũng chưa từng được ngồi xe sang thế này. Con trai, con lái cẩn thận, con xe này mà bị va chạm một tí chắc tốn nhiều tiền sửa lắm nhỉ. Thái Cường nói, mẹ yên tâm, trước đây con từng lái xe taxi mà, mẹ quên à, tay lái con chắc lắm. Trước đây Thái Cường từng lái xe taxi, có điều làm được vài tháng kêu mệt vất vả không làm nữa, dù gì cũng xem như biết lái, 3 người nhà họ rời khỏi trang viên Thanh Mai, đi xuống núi. Trên đường đi, 2 ông bà già mở túi tiền nhìn thấy đồng đỏ chói mắt bên trong liền cười không ngậm được miệng. Lão Thái nói, thì ra những điều trên TV là giả, 1 triệu tệ đã nặng thế này rồi, nếu mà là trên 10 triệu tệ chắc không cầm được mất. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy nhiều tiền thế này. Cái túi 1 triệu tệ nặng mấy cân, nếu không phải Thái Cường sức dài vai rộng thì họ chẳng thể nào nhấc nổi. Mẹ, chúng ta vào một nhà hàng nào đó để chúc mừng đi. Được, dù sao chúng ta cũng không thiếu tiền. 3 người nhà họ vui vẻ tìm một nhà hàng lớn rồi đỗ xe trước cổng. Con trai, chúng ta cầm tiền theo hay là để trong xe? Lão Thái lo lắng, hay là đi gửi ngân hàng trước đi, cầm nhiều tiền mặt như thế nên luôn cảm thấy bất an. Thái Cường nói, không sao đâu mẹ. Chúng ta cầm theo, ăn xong rồi đi gửi vẫn kịp mà, nhà hàng lớn thế này, không mất được đâu, mẹ yên tâm. Thái Cường xách cái túi du lịch lớn đó, mặc dù nặng nhưng đó là tiền mà, nghĩ đến việc xách 1 triệu tệ là anh ta lại cảm thấy rất sung sướng.
Sau khi vào nhà hàng bọn họ lập tức lên giọng, ông chủ cho chúng tôi phòng riêng. Nhà Thái Cường chọn phòng riêng rồi gọi một bàn đầy đồ ăn, ba người họ ngày thường chẳng được ăn đồ gì ngon, hôm nay cũng xem như được ăn uống thỏa thích. Ngoài sơn hào hải vị ra, ba người họ còn gọi hai chai mao đài, rượu hơn 1.000 tệ uống rất ngon, đúng là có tiền thích thật. Sau đó Thái Cường gọi điện thoại cho anh Hoàng, anh ta nói, anh Hoàng, bây giờ em đang ở nhà hàng Hòa Thuận, anh đến lấy tiền đi, anh yên tâm, em trả cả vốn lẫn lãi không thiếu một đồng cho anh. Đúng là có tiền nên nói chuyện cũng lên giọng. Lúc ba người đang ăn cơm, đột nhiên cửa phòng riêng bị đạp tung ra. Đại ca, em mời anh một chén. Một tên say rượu đột nhiên lao vào, cầm chai bia, say bí ti. Thái Cường cau mày, anh là ai? Anh vào nhầm phòng rồi đúng không? Tên say rượu cao hơn 1m8, vô cùng vạm vỡ, anh ta loạng choạng trừng mắt nhìn ba người nhà Thái Cường. Các người là ai? Đại ca của tôi đâu rồi? Thái Cường đứng dậy, cau mày nói. Ở đây không có đại ca của anh đi nhầm rồi. Tên say rượu đó trừng mắt, mẹ kiếp, bớt dùng chiêu trò này với tao đi, nói xong anh ta ném chai bia. Chai bia đập thẳng vào ngực Thái Cường rồi vỡ tan, rượu đổ hết ra người anh ta, sau đó tên say rượu kia liền chạy ra ngoài. Mẹ nó, mày đứng lại cho tao. Thái Cường phẫn nộ, chạy đuổi theo anh ta, hai ông bà già cũng đuổi theo. Con trai, đừng đuổi nữa, bỏ đi. Không đáng phải so đo với tên say rượu, cho dù có đuổi được cũng chưa chắc đánh lại người ta. Lúc ba người đứng trước cửa phòng riêng, người phục vụ đẩy xe vào. Xin lỗi cô, tôi mang đồ ăn lên. Thái Cường cũng không đuổi theo nữa, nhổ vài bãi nước bọt xuống dưới đất, bực dọc quay trở lại phòng, thấy bố mẹ đang đứng ở trước cửa, anh ta lập tức sững sờ. Mẹ, sao hai người lại ra đây? Hai ông bà già cũng sững sờ vội quay đầu lại, không sao đâu, lúc nãy cũng không có ai vào. Thái Cường lao vào trong phòng giống như tên say rượu vậy, nhìn thấy chiếc túi vẫn ở trên bàn, anh ta lập tức thở vào nhẹ nhõm. Đúng là đen thật, ở nhà hàng cao cấp mà cũng gặp chuyện này, tức chết đi được. Lúc nói, Thái Cường đập tay vào cái túi du lịch đó. Tuy nhiên mặt anh ta lập tức biến sắc, cảm giác ở tay có gì đó sai sai, sao lại cứng như thế. Thái Cường mở túi ra, da đầu lập tức ngứa ngáy, tiền trong túi đã biến mất, tất cả biến thành gạch vụn. Chuyện gì đây? Mặt Thái Cường vô cùng khó coi, trước đó 1 triệu tệ vẫn ở bên trong, sao bây giờ lại biến thành gạch vụn chứ? Bố, mẹ, lúc nãy bố mẹ giữ tiền kiểu gì vậy? Mặt hai ông bà già cũng tối sầm lại, lúc nãy cũng không có ai vào mà, chỉ có người phục vụ đưa đồ lên. Đúng rồi, chính là người phục vụ đó. Nhìn thấy đĩa khoai tây xào thái sợi trên bàn, ba người lập tức hiểu ra. Bọn họ không hề gọi món khoai tây xào thái sợi. Người phục vụ này và tên say rượu lúc nãy chắc chắn là đồng bọn. Hai người kết hợp với nhau lấy trộm 1 triệu tệ của bọn họ. Thôi xong rồi, Tiểu Cường, bây giờ phải làm sao? Bọn họ còn đang đau buồn vì mất tiền, mấy tên thanh niên bước vào. Tiểu Cường, trông yêu đời thế, xem ra phát tài rồi hả? Người đến chính là anh Hoàng. Mặt Tiểu Cường biến sắc, anh Hoàng đến đương nhiên là để đòi tiền, lúc nãy anh ta còn có tiền trả, bây giờ mất hết tiền rồi. Mặt Thái Cường tái mét lại, khó xử nói. Anh Hoàng, xin lỗi, bây giờ em kẹt tiền quá, mấy ngày nữa em trả anh có được không? Mặt anh Hoàng lập tức trở nên u ám, cậu kẹt tiền. Mày chơi tao đấy à? Anh Hoàng cầm chai rượu mao đài trên bàn rồi nói, mày vào nhà hàng Hòa Thuận uống rượu mao đài mà mày bảo là không có tiền. Thái Cường nuốt nước bọt, chán toát mồ hôi lạnh, run sợ nói. Anh Hoàng, em thực sự không phải nói đùa, em gặp chút chuyện. Hôm nay không thể đưa tiền cho anh được. Mặt anh Hoàng nặng xuống. Không có tiền mà mày gọi tao đến. Xem ra anh Hoàng này đúng là già rồi. Bây giờ không ai tôn trọng tao nữa. Gọi đến thì đến, vẫy đi thì đi, đúng không? Được, hôm nay tao cho mày biết. Có phải anh Hoàng này già thật rồi không? Đánh cho tao. Anh Hoàng vừa ra lệnh. Mấy tên thuộc hạ lập tức đóng cửa phòng riêng lại. Cầm chai rượu đập vào đầu Thái Cường. Anh Hoàng cũng biết ý. Mặc dù hôm đó đã nói rõ ràng chuyện của Thái Cường không dây mơ dễ má đến người khác, nhưng ít nhiều gì chuyện này cũng liên quan đến cậu Tần, vì thế ông ta không động đến hai ông bà già, cũng không ra tay quá tà độc với Thái Cường. Thái Cường bị đánh đến thâm tím mặt mày, anh Hoàng túm lấy tóc anh ta nhấc lên rồi nói. Không có tiền đúng không? Tao nghe phục vụ nói con xe đỗ trước cổng là của mày, đưa chìa khóa đây. Lúc này Thái Cường không dám phản kháng, nhanh chóng giao nộp chìa khóa. Anh Hoàng cầm chìa khóa, ra ngoài lái xe đi.
Thái Cường ngồi phệt xuống dưới đất, mặt xám như cho, vốn dĩ có 1 triệu tệ cộng thêm một con xe sang, kết quả bây giờ thì sao chứ, mất 1 triệu tệ, xe sang cũng không còn nữa. Hai ông bà già dìu Thái Cường dậy, chuẩn bị đi ra cửa, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng bước đến. Ba người muốn thanh toán sao? Mặt Thái Cường biến sắc, lúc này mới nhớ ra còn chưa trả tiền ăn. Thái Cường nhăn nhúm mặt, xin lỗi, chúng tôi xảy ra chút chuyện, có thể ghi nợ không, sau khi về tôi sẽ trả tiền cho anh ngay được không? Giám đốc cười nhạt một tiếng, bảo vệ. Nửa tiếng sau ba người nhà Thái Cường mới ra khỏi nhà hàng Hòa Thuận, tổng cộng hết hơn 3.000 tệ, anh ta phải dùng mấy phần mềm vay tiền mới được. Loại phần mềm vay tiền này liên hết với ngân hàng, nếu Thái Cường không trả sẽ bị liệt vào danh sách thất tín, sau này mua nhà mua xe, thậm chí là ngồi tàu xe cũng sẽ xảy ra vấn đề. Thái Cường cảm thấy cuộc đời từ thiên đường bỗng chốc rơi xuống địa ngục. Mẹ, con không cam tâm, con phải đi đòi tiền chị một lần nữa. Hai ông bà già cũng rất buồn sầu, sao nhiều chuyện đen đủi lại ập đến cùng một lúc như thế chứ, sao lại mất 1 triệu tệ được chứ? Sau khi ra khỏi trang viên bọn họ rất bình thường, sao lại bị người khác để mắt đến chứ? Được, chúng ta tiếp tục đi đòi tiền chị con, cái tên Tần Lâm đó nhiều tiền như thế, cho chúng ta 1 triệu tệ nữa thì có là gì? Ba người nhà Thái Cường quyết định đến tìm Tần Lâm một nữa, bọn họ gọi taxi đến núi Thanh Mai. Tuy nhiên đến chân núi Thanh Mai, còn khoảng 7-8 cây nữa, xe đột nhiên bị chặn lại. Trang viên Thanh Mai là khu vực tư nhân, người ngoài không được vào. Bọn họ đành xuống xe đi bộ vào trong, 7-8 cây đi hơn 1 tiếng mới đến nơi, phải đi lên dốc nên rất khó khăn. Đến nơi, cửa sắt to lớn đóng chặt, tên nhà quê Thái Cường tìm mãi mới thấy chuông, anh ta liền bám. Sau đó quản gia thông báo cho Tần Lâm, cậu Tần, có người gõ cửa, là ba người đến lúc sáng. Tần Lâm cười khẩy, anh đã nhận được tin tức hai tên ăn trộm đã lấy đồ thành công, anh nói, đuổi bọn họ đi, sau này không cho phép họ vào. Vâng, đám người Thái Cường đang đứng đợi Tần Lâm ra, kết quả chỉ có mấy người vệ sĩ xuất hiện, mặc dù Tần Lâm thuê vệ sĩ là Thừa Thái, nhưng bây giờ còn có người khác ở trong nhà nên cần phải quản lý, đám vệ sĩ này đang nhàn rỗi thì Thái Cường tự vác xác đến. Ba người mau rời khỏi phạm vi trang viên Thanh Mai, không được dừng nghỉ trong vòng 7 cây. Thái Cường trừng mắt, cái gì? Lúc sáng chúng tôi mới đến đây, chị tôi ở đây, anh gọi tên họ Tần ra mau, cậu ta dám đuổi tôi đi. Theo vai vế, cậu ta còn phải gọi tôi là cậu đấy. Vệ sĩ sẽ nghe lời anh ta sao? 4 người vệ sĩ cầm dùi điện trong tay, lạnh lùng nói, các người lập tức rời khỏi đây, nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí, dẹt dẹt dẹt. Bọn họ ấn dùi điện, lập tức phát ra tia lửa khiến người ta sởn da gà, 3 người nhà Thái Cường sợ hãi, Thái Cường đã bị đánh 1 trận rồi, nếu lại bị mấy tên vệ sĩ này đánh nữa, chắc chắn anh ta sẽ bị đánh đến tàn phế, chúng tôi đi được chưa? Sau khi người nhà Thái Cường bị đuổi đi, cuộc sống của chú hai và thím hai rất ổn. Còn Tần Lâm thì ít khi đến y quán mà ngày nào cũng ở trong thư viện, anh bắt mạch đi bắt mạch lại cho chú hai trong vòng 1 tuần. Mỗi lần bắt mạch mất tầm nửa tiếng đồng hồ, 1 tuần sau cuối cùng cũng chẩn đoán ra kết quả, bởi vì chuyện cả nhà bị giết năm đó mà gây ra ám ảnh tâm lý cho chú hai, dẫn đến 2 dòng mạch tượng chính trong cơ thể bị tổn hại, một mạch âm một mạch dương nối liền toàn thân, mạch âm ở sau, mạch dương ở trước, lần lượt nằm từ phần cổ đến lòng bàn chân, đoạn mạch chính này bị tổn thương là điều bình thường. Có thể chữa trị được, cho dù liệt nửa người cao thì Tần Lâm cũng có thể nghĩ ra cách để hồi phục. Nhưng trường hợp của chú hai Tần rất đặc biệt, âm dương bị đảo lộn, âm mạch chạy lên trước, mạch dương chạy ra sau, điều này gây ra sự rối loạn kinh mạch, rất khó chữa, điều quan trọng nhất là phải có 2 người cùng nhau phối hợp với có thể chữa trị được, nếu không sẽ gây ra sự nguy hiểm về tính mạng cho chú hai, mà người phối hợp không những cần có y thuật cao siêu mà 2 người còn phải phối hợp ăn ý với nhau, trên thế gian này người có thể thỏa mãn điều kiện này chỉ có 1 người. Đó là Diệp Hiên Viên sư phụ của Tần Lâm. Trên thế gian này người có thể so sánh y thuật với Tần Lâm chỉ có Diệp Hiên Viên, hơn nữa 2 thầy trò rất hiểu nhau, nhưng đáng tiếc sư phụ phiêu dạt khắp nơi, muốn tìm được ông ấy thực sự khó như lên trời, vì thế Tần Lâm đành phải đích thân làm, còn một cách khác nhưng hơi nguy hiểm, buổi tối, Tần Lâm cùng chú hai và thím hai ngồi bên nhau, vừa ăn cơm tối vừa bàn bạc, cháu có một cách có thể chữa khỏi bệnh cho chú hai, có điều, cần một vài mánh khóe đặc biệt, Thái Nghiên lập tức kích động. Thật sao? Có thể chữa khỏi bệnh cho lão Tần sao? Tần Lâm gật đầu, nhìn thấy bộ dạng nghiêm trọng của Tần Lâm, Thái Nghiên hỏi, chữa trị thế nào? Tần Lâm đáp, 2 mạch của chú hai đổi cho nhau,
cháu cần lấy hai giọt tinh huyết của cháu để châm cứu cho chú ấy cùng một lúc. Thái Nghiên ngỡ ngàng, thì ra là như thế, vất vả cho cháu rồi. Thái Nghiên không hiểu những thứ mà Tần Lâm nói, chỉ cảm thấy rất kỳ diệu, nhưng nếu Khổng Phàm Lâm ở đây, ông ta nhất định sẽ ngăn cản anh dùng cách này, đây rõ ràng là đổi mạng lấy mạng. Tinh huyết mà Tần Lâm nói chính là tinh hoa của con người, mỗi một người có tổng. Cộng 3 giọt tinh huyết, ấn đường 1 giọt, ngực 1 giọt, dưới rốn 1 giọt, đương nhiên, dùng cách bình thường không thể nào lấy được tinh huyết, một khi mất đi 3 giọt tinh huyết lập tức sẽ chết, cho dù là Đại La Thần Tiên cũng không cứu nổi, còn nếu mất 1 giọt thì sẽ tổn hại nghiêm trọng đến nguyên khí, ví dụ như khi mổ lấy thai, phẫu thuật phanh ngực, vân vân đều sẽ mất 1 giọt tinh huyết, khiến nguyên khí bị tổn thương. Cần phải điều trị một khoảng thời gian dài mới có thể bình phục được, còn khi mất 2 giọt sẽ chẳng khác gì mất đi nửa cái mạng. Cho dù cơ thể cường tráng thì e rằng cũng khó có thể tự lo liệu cho cuộc sống được, cách làm này của Tần Lâm thực sự quá nguy hiểm, đối với người thường 2 giọt tinh khiết chính là nửa cái mạng, nếu là người đàn ông khỏe mạnh cường tráng bị rút mất 2 giọt tinh huyết, chắc chắc liệt ngay lập tức, giống như toàn bộ cơ thể bị bại liệt vậy, mặc dù tố chất cơ thể của Tần Lâm vượt xa người thường. Nhưng e rằng cũng sẽ bị thương nặng, Tần Lâm đã nói hết quy trình cụ thể cho thím hai rồi, anh chuẩn bị bắt tay vào làm, để đảm bảo an toàn Tần Lâm đã tiến hành châm cứu ở y quán. Sau khi Khổng Phàm Lâm nghe xong liền kiên quyết từ chối, cậu Tần, cậu đúng là điên rồi, cho dù là người thân của mình thì cũng không thể làm như thế, làm vậy khác gì đổi mạng lấy mạng chứ. Tần Lâm cười nhạt, hãy tin tôi sẽ không đổi mạng lấy mạng đâu, y thuật của tôi nằm ngoài sức tưởng tượng của ông. Nếu như người khác nghe thấy những lời này chắc chắn sẽ mắng Tần Lâm là ngông cuồng, Khổng Phàm Lâm đường đường là bậc thầy đông y. Nhưng Khổng Phàm Lâm biết rõ, Tần Lâm nói không hề khoa trương, anh thực sự có bản lĩnh này, sau một khoảng thời gian tiếp xúc với nhau. Khổng Phàm Lâm ngày càng kính nể Tần Lâm, trong quá trình khám chữa bệnh, anh không chỉ biết rõ về các căn bệnh lạ hiếm gặp mà đối với bệnh thường gặp anh cũng có cách nhìn nhận ở một tầm cao mới so với những bác sĩ khác, ví dụ như bệnh cảm cúm đơn giản. Tần Lâm có thể chữa trị bằng mấy chục cách khác nhau, nếu theo Tây Y, cảm cúm là cảm cúm, chỉ có một cách chữa duy nhất, nhưng đối với Đông Y thì khác, mỗi loại cảm cúm đều có cách chữa trị khác nhau, riêng về cảm cúm Tần Lâm đã phân chia ra thành mấy trăm loại. Lúc này mặt Tần Lâm cũng hơi tái nhợt, sắc môi nhạt hơn nhiều, có điều vẫn kiên định mà gật đầu. Khổng Phàm Lâm nhìn tình trạng của Tần Lâm vẫn ổn, mặc dù rút một giọt tinh huyết nhưng vẫn không thành vấn đề, nên ông ta cũng yên tâm hơn nhiều. Ông ta cẩn thận rút ra giọt tinh huyết thứ hai. Sau khi rút giọt tinh huyết thứ hai, cả người Tần Lâm trở nên vô cùng suy yếu, trạng thái này cứ như phụ nữ vừa sinh mổ xong vậy. Đỡ tôi dậy, Tần Lâm biết chuyện này rất mạo hiểm, có điều để chữa bệnh cho chú hai, có mạo hiểm cũng đáng. Khổng Phàm Lâm và Diệp Vãn Nhi đỡ Tần Lâm dậy, lúc này Tần Lâm không có chút sức lực nào, cứ như người bị bệnh vậy, có điều anh vẫn nhắm mắt, rút hai cây kim bạc còn dính tinh huyết ra. Cây thứ nhất đâm vào ngực chú hai Tần, cây thứ nhất vừa đâm xuống, chú hai Tần lập tức ngất đi, không biết gì hết, cũng không có tác dụng gì, chỉ như vừa được tiêm thuốc an thần thôi vậy. Chú hai Tần nhíu mày, hình như hơi đau, Tần Lâm nói, lật người. Hai người vội vàng lật chú hai Tần lại, cây thứ hai đâm ở tim sau của ông ấy. May mà hai người là chủ cháu nếu không sẽ không dùng được cách này. Hai cây cùng được đâm xuống. Chú hai Tần đột nhiên ngồi dậy sau đó nôn ra một ngụm máu đen ngòm. Mặt mày mờ mịt, hai mắt nhìn vào không trung, cứ ngẩn người như vậy. Khoảng mấy phút sau, mắt chú hai Tần bắt đầu di chuyển lên, hoang mang mà nhìn bốn phía, ký ức trong 10 năm lập tức ùa về. Chú hai Tần đột nhiên quay đầu, mặt trở nên vô cùng kích động. Tiểu Tần, nhìn thấy ánh mắt, vẻ mặt kiên cường của chú hai Tần, Tần Lâm thở phào nhẹ nhõm, nằm luôn xuống giường, ngất đi. Chú hai Tần lật người đỡ lấy Tần Lâm, toàn cơ thể như không còn sức lực gì cả, Tiểu Tần. Tiểu Tần cháu làm sao vậy? Thái Nghiên đứng bên cạnh cũng trợn tròn mắt, kích động đến rơi lệ. Lão Tần anh đừng kích động, Tiểu Tần vì cứu anh nên mới thế, cậu ấy không sao. Khổng Phàm Lâm cũng gật đầu, không sao, cậu Tần không gặp vấn đề gì lớn, chỉ là cơ thể suy yếu, về lý mà nói muốn hồi phục phải mất một năm nửa năm. Có điều với tố chất cơ thể của cậu Tần có lẽ 2 tháng nữa sẽ khỏe mạnh như thường. Tốc độ tái sinh của tinh huyết phải dựa theo tố chất của cơ thể mỗi người, với thể chất của người bình thường sau khi bị lấy 2 giọt tinh huyết thì sẽ phải nằm liệt trên giường. Cậu Tần như vậy là có thiên phú dị bẩm rồi, rút tinh huyết xong mà có thể chữa bệnh cho người khác, với cơ thể này tốc độ tái sinh sẽ rất nhanh, thảo nào cậu Tần lại dám dùng cách này.
Trịnh Bình Long nhìn thấy Tần Lâm ngất đi, vội vàng nói. Bây giờ cậu Tần yếu ớt như này, điều quan trọng nhất bây giờ là phải bảo vệ cho sự an toàn của cậu Tần, không được để lộ tin tức này ra ngoài. Chú hai Tần lạnh lùng nói, những người ở đây chắc đều là người thân thiết, có điều dù thân thiết thì tôi vẫn phải cảnh cáo mấy người một câu, nếu như để lộ ra thì mấy người tự chịu hậu quả. Chú hai Tần khi nói còn để lộ khí chất của bậc bề trên, hoàn toàn khác với dáng vẻ ngu ngốc lúc trước. Thái Nghiên đứng bên cạnh cảm thấy lạ, đây là chồng của bà ấy sao? Chú hai Tần nhìn Thái Nghiên, trong mắt đầy xúc động. Tiểu Nghiên, nhiều năm như vậy, em vẫn luôn chăm sóc cho anh, em vất vả quá. 10 năm nay, đây là lần đầu tiên chú hai Tần nói được câu nghiêm túc như vậy với bà ấy, Thái Nghiên lập tức rơi lệ. Khi chú hai Tần nói, đột nhiên có người từ ngoài vào, sắc mặt Trịnh Bình Long thay đổi, ông ta vốn là người gác cửa, vừa nãy cậu Tần ngất nên ông ta mới vội vàng đi vào, vậy nên lơ là ở bên ngoài. Có điều nhìn thấy người đến, ông ta thở phào nhẹ nhõm, may quá, không phải người xa lạ, là Trúc Minh của nhà họ Trúc. Trúc Minh vừa đi vào Trịnh Bình Long đã vội vàng đóng cửa, Trúc Minh tay còn cầm đồ nhìn thấy cảnh này, cảm thấy hơi sững sờ. Kia là, Tần Lâm bị sao vậy? Lần trước sau khi Tần Lâm chữa bệnh cho bà cụ, cơ thể bà cụ tốt hơn nhiều, nhưng sau một khoảng thời gian lại bị phát tác. Lúc đầu để thiên vị Trúc Minh, bà cụ nói trước mặt mọi người là Trúc Minh mời bác sĩ đến giúp đỡ, kết quả bây giờ lại phát tác, Trúc Minh tìm bác sĩ nào cũng không chữa nổi, ông ta chỉ có thể tìm Tần Lâm xem sao. Kết quả không ngờ lại nhìn thấy cảnh không nên nhìn. Tần Lâm nằm trên giường, đây là... Chú hai Tần nhìn Trúc Minh, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cậu em Trúc, 10 năm không gặp, không biết còn nhận ra tôi không? Trúc Minh vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc liền nhìn kỹ chú hai Tần một lúc, mặt mày lập tức biến sắc. Anh hai Tần Trúc Minh kinh ngạc không thôi, không ngờ rằng lão nhị nhà họ Tần còn sống. Chú hai Tần mỉm cười, tiểu Tần vì cứu tôi nên bị mất sức, đợi chăm sóc cho tiểu Tần xong, tôi sẽ đến thăm nhà họ Trúc. Trúc Minh gật đầu, ỏ. Được, nếu đã vậy thì tôi về trước nhé, đợi đến lúc Tần Lâm tỉnh thì tôi gặp cậu ta sau. Nói xong Trúc Minh liền đi ra ngoài, nhìn thấy dáng vẻ chột dạ của Trúc Minh, Trịnh Bình Long nhíu mày nói. Có cần tôi khống chế ông ta không? Chú hai Tần lắc đầu, chắc không cần đâu, may mà năm đó quan hệ hai nhà khá tốt, chắc ông ta sẽ không làm ra chuyện gì làm tổn hại đến nhà họ Tần đâu. Chú hai Tần đưa Tần Lâm về nhà cũ, hiện nay ông ấy đã hồi phục rồi, chỉ có điều cơ thể hơi yếu ớt. Vẫn nên về tổ trạch, cúng bái người thân. Trúc Minh sau khi ra khỏi y quán Hiên Viên, càng ngày càng cảm thấy không đúng, tên nhãi Tần Lâm khỏe mạnh như thế sao có thể mất sức được. Chỉ là chữa bệnh thôi mà, chữa mà có thể mất sức hả? Hay là xảy ra chuyện gì rồi? Trúc Minh thấy hơi vui, gần đây bị Trúc Linh Linh bắt nạt suốt. Bây giờ Trúc Linh Linh càng ngày càng mạnh, có kỹ thuật, có bản lĩnh, sau lưng còn có người giúp đỡ. Dù là tiền vốn hay quan hệ thì cô cũng không bao giờ thiếu. Trúc Minh lại trở thành tên sai vặt ở công ty. Bây giờ ông ta hiểu rồi, Trúc Linh Linh có thành tựu như ngày nay là nhờ sự giúp đỡ của Tần Lâm. Tần Lâm này không có bản lĩnh gì, nhưng lại giỏi y thuật, không chỉ kéo quan hệ cho Trúc Linh Linh mà còn đưa cho cô ấy cách điều chế đường thần số 2, thế nên Trúc Linh Linh mới có thể đứng vững được. Nếu như Tần Lâm ngã xuống, vậy Trúc Linh Linh còn có gì nữa đây? Lúc trước ông hai nhà họ Thư từng liên lạc với Trúc Minh, nhưng vì Trúc Minh chỉ là một kẻ chẳng có quyền thế gì nên cũng chẳng làm nên trò trống gì. Lần này, Trúc Minh cảm thấy bản thân có thể lập công rồi. Ông ta chạy như bay đến nhà họ Thư. 2 tháng nay ở Đông Hải, nhà họ Thư và nhà họ Hoa sống không tốt, vốn vì là gia tộc đứng đầu của Đông Hải nhưng 2 tháng nay bị chèn ép vô cùng, việc buôn bán thất thoát khá nhiều. Thể loại nhưng bọn họ thực sự không dám ra tay. Bởi vì nhà họ Tề không còn nữa. Tần Lâm đã từng cảnh cáo bọn họ, tam đại gia tộc chẳng là cái thá gì với anh, nếu như năm đó nhà họ Tần còn, có lẽ bọn họ còn kiêng kỵ nhưng một kẻ tàn dư như Tần Lâm bé nhỏ vô dụng này có thể làm được gì chứ? Vậy nên cứ vậy mà nhà họ Tề bị giết. 2 nhà bọn họ không biết chuyện gì đang xảy ra, đến sáng ngày thứ 2 mới biết tất cả người nhà họ Tề đều lên máy bay ra nước ngoài, động tác vô cùng mau lẹ, thậm chí không cần sản nghiệp của nhà họ Tề luôn. Bỏ lại tài sản, vứt đi cả tỷ. Gọi điện thì không liên lạc được với bất kỳ ai, bọn họ như biến mất khỏi thế giới này vậy. Có 2 gia đình đã liên hôn nhưng vợ cũng bị bỏ lại. Nhà họ Tề xuất hiện chuyện như vậy, thực sự khiến 2 gia tộc khiếp sợ. Mấy ngày sau, bọn họ biết tin, lão gia nhà họ Tề chết rồi. Nhà họ Tề bị giết khiến 2 nhà đâu dám hành động thiếu suy nghĩ,
còn không dám ra ngoài, chỉ có thể ở trong nhà điều khiển chuyện buôn bán từ ha. Cho dù có ra ngoài cũng đeo kính râm khẩu trang, cơ bản không nói chuyện với ai, cũng không nảy sinh xung đột với ai. Trúc Minh đến cổng lớn nhà họ Thư, ấn chuông, mãi mới có người đáp lại. Ông là ai? Lúc này nhà họ Thư được canh phòng rất nghiêm ngặt, trong vườn có đến mấy chục vệ sĩ, lo sẽ gặp nguy hiểm. Tôi tìm ông hai nhà họ Thư Thư Kim Liệt một lúc sau, giọng nghe có vẻ chất phác của một người đàn ông vang lên. Trúc Minh, ông đến đây làm gì? Ông hai, tôi có việc quan trọng muốn báo, có liên quan đến Tần Lâm. Đầu bên kia máy liên lạc hơi do dự một lúc, ông cứ vào trước đã. Nói xong, hai người vệ sĩ mở cửa cho Trúc Minh vào xong liền phát hiện vệ sĩ bên trong đều có súng, trang bị đến tận răng, có thể thấy nhà họ Thư đang thực sự rất lo lắng. Vào trong nhà, người nhà họ Thư đều ở đây, mọi người chán nản ngồi trong nhà nghịch điện thoại, sắc mặt Thư Kim Liệt không được tốt cho lắm, dạo gần đây sống không tốt nên cũng không thoải mái. Trúc Minh, có gì muốn nói thì mau nói đi. Trúc Minh nói, hôm nay tôi nhìn thấy lão nhị nhà họ Tần. Thư Kim Liệt thay đổi sắc mặt, lão nhị nhà họ Tần. Tần Phi Vũ, ông nói vớ vẩn gì vậy, Tần Phi Vũ chết lâu rồi mà. Trúc Minh lắc đầu, chính mắt tôi nhìn thấy mà, Tần Phi Vũ hình như bị thương, hôm nay được Tần Lâm chữa khỏi rồi, nhìn thấy tôi ông ta còn chào hỏi, mặc dù 10 năm không gặp nhưng tôi sẽ không nhận nhầm. Lão nhị nhà họ Tần năm đó là kẻ có tiếng, mặc dù 10 năm trôi qua nhưng khí chất vẫn không giảm, hơn nữa diện mạo lúc trước cũng không thay đổi nhiều. Nghe Trúc Minh nói như vậy, sắc mặt Thư Kim Liệt càng khó coi hơn. Không ngỡ nhà họ Tần vẫn còn người sống sót, một Tần Lâm đã khó đổi phó rồi, bây giờ còn xuất hiện thêm Tần Phi Vũ. Ông đến đây là để nói cho tôi biết mấy tin tức xấu hả, Thư Kim Liệt mặt âm trầm. Trúc Minh nói, đương nhiên không phải, có tin tốt mà. Tên Tần Lâm đó hình như bị thương hơn nữa còn bị thương rất nghiêm trọng, khi tôi đến cậu ta vẫn đang hôn mê bất tỉnh trên giường, trông sắc mặt vô cùng kém. Dù có tỉnh lại thì chắc cũng rơi vào tình trạng nửa sống nửa chết, ông hai, tôi cảm thấy bây giờ chúng ta có cơ hội rồi. Thư Kim Liệt nhướng mày, hiển nhiên là nổi hứng rồi, Tần Phi Vũ vừa hồi phục, quan hệ lúc trước đương nhiên không còn, nhân thời cơ ra tay lúc này, thì sẽ là cách hay nhất. Tần Phi Vũ năm đó là một kẻ hô mưa gọi gió, bây giờ, mặc dù 10 năm trôi qua, nhưng chuyện ông ấy vực dậy chỉ còn là vấn đề thời gian. Nếu như bây giờ bỏ mặc không quan tâm, đợi đến lúc Tần Phi Vũ vực dậy, e rằng bọn họ không sống nổi. Nhân cơ hội bây giờ Tần Phi Vũ chưa đứng vững, hơn nữa Tần Lâm bị thương nặng, đây là thời cơ ra tay tốt nhất. Trúc Minh nói, chỉ là có một vấn đề, tên họ Tần kia quen biết nhiều, có quan hệ với bất động sản Hà Thị, tập đoàn Mạnh Thị, cho dù cậu ta bị thương thì cũng không dễ đối phó. Thư Kim Liệt lạnh lùng cười, ông coi thường tam đại gia tộc chúng tôi quá rồi, mặc dù nhà họ Tề không còn. Nhưng nhà họ Thư và nhà họ Hoa vẫn có nhiều mối quan hệ. Mạnh Văn Cương có lợi hại hơn nữa cũng chỉ ở trong Đông Hải mà thôi, thậm chí là bất động sản Hà Thị cũng chỉ lợi hại ở cái Hoa Hạ này là cùng. Trúc Minh trợn trừng mắt, ý này của ông hai là bên ông có quan hệ với người trên thế giới. Hà Niệm Anh dù sao cũng là người giàu nhất Hoa Hạ, ngay cả người giàu nhất Hoa Hạ ông ta còn coi thường, thì phải có địa vị như thế nào chứ? Thư Kim Liệt lạnh lùng cười, nước y. Đất nước của dầu mỏ, biết không? Trúc Minh sững sờ, đương nhiên là biết, nước Y là nước có ảnh hưởng lớn nhất đến thế giới lúc này. Thư Kim Liệt nói, nước Y có một gia tộc giàu có tên là Chris, hai gia tộc chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của bọn họ, ông nghĩ bất động sản có lợi hại đến đâu thì thắng được ngành dầu mỏ chắc. Trúc Minh cười, đây là chuyện đương nhiên mặc dù bất động sản cũng là ngành nghề vô cùng lợi hại nhưng chỉ trong Hoa Hạ mà thôi. Bởi vì Hoa Hạ đông dân vậy nên giá nhà đương nhiên cao. Nếu ở nước ngoài, cư dân thưa thớt, giá nhà vô cùng rẻ, vậy nên ngành bất động sản kém phát triển hơn trong nước nhiều. Nhưng ngành dầu mỏ thì khác, dầu mỏ là nguồn năng lượng có tính quốc tế, bất kỳ quốc gia nào cũng không thiếu được dầu mỏ. Hơn nữa nước Y còn là nơi sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới, gia tộc Chris là ông trùm dầu mỏ, như vậy mới được coi là người đứng đầu thực sự. Không ngờ nhà họ Thư lại leo cao được đến thế, có quan hệ với kẻ có máu mặt như vậy. Đương nhiên rồi. Nhà họ Thư và nhà họ Hoa để có thể móc nối được với gia tộc Chris cũng phải trả một cái giá rất đắt. Bọn họ muốn nhận được sự giúp đỡ và tài nguyên của nước ngoài, người nước ngoài cũng muốn thị trường của Hoa Hạ, vậy nên bọn họ có năng lực mời được gia tộc Chris. Trúc Minh, tin tức của ông có đúng không thế? Ông hai yên tâm, tin tức của tôi rất chuẩn, là chính mắt tôi nhìn thấy, nhất định không sai được. Được, vậy chuyện này ông làm rất tốt,
Tôi biết ông vẫn luôn muốn nhà họ Trúc vươn cao, giải quyết được xong tên họ Tần này, tôi sẽ nâng đỡ ông lên làm gia chủ nhà họ Trúc. Mặt Trúc Minh sáng lên, vui vẻ ra mặt, cảm ơn ông hai. Có được sự giúp đỡ của nhà họ Thư, Trúc Minh nhất định sẽ đứng vững. Tên Trúc Minh này dù sao cũng là người nhà họ Trúc, ông ta đương nhiên sẽ không tin 100%, tìm mấy người đi dò la xem sao, chẳng mấy chốc, mấy tên thám tử đã quay lại. Ông hai, y quán Hiên Viên đóng cửa, nói là phải sửa chữa, dừng làm việc mấy ngày, chúng tôi đến cả trang viên Thanh Mai cũng được phòng bị rất cẩn thận, xung quanh đều có vệ sĩ. Tốt, Thư Kim Liệt vỗ đùi, có vẻ như tin tức này khá chuẩn xác, lúc trước ông ta từng dò la mấy lần, tên họ Tần này chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Ông hai có giải quyết được Hà Niệm Anh và Mạnh Văn Cương không, cả Đoàn Bảo Đông và Bùi Lương nữa. Thư Kim Liệt lạnh lùng mỉm cười, hai tên đó nhất định không dễ xử lý, có điều, tôi đã nghĩ ra cách rồi. Từ sau khi Tần Lâm giết chết Kim Xà, Đoàn Bảo Đông và Bùi Lương vô cùng thuận lợi, cơ bản không gặp phiền phức gì, thế lực của hai người ngày càng bành trướng, đã bắt đầu mon men đến tỉnh Lỵ rồi. Tỉnh Lỵ có hai địa bàn rất lớn, chính là của Đoàn Bảo Đông và Bùi Lương. Về lý mà nói, Tần Lâm xảy chuyện như vậy nhất định càng ít người biết càng tốt, hơn nữa Đoàn Bảo Đông và Bùi Lương chưa chắc nắm được tin tức. Vậy nên bây giờ nếu như dùng một số người, Dương Đông kích Tây, phá địa bàn của Đoàn Bảo Đông và Bùi Lương, bọn họ nhất định sẽ phải đến tỉnh Lỵ để xử lý. Cứ như vậy, phụ tá đắc lực của Tần Lâm sẽ được giải quyết hết. Thư Kim Liệt lập tức liên lạc với đại công tử nhà họ Hoa, Hoa Thành. Hai công tử bắt đầu bàn chuyện này, tranh thủ hành động vào đêm, để tránh đêm dài lắm mộng. Mấy tiếng sau, ngày đêm ngày hôm đó, khi Đoàn Bảo Đông còn đang ngủ, Long Ích Huy đột nhiên gõ cửa phòng. Anh Đông, xảy ra chuyện rồi. Đoàn Bảo Đông giật mình ngồi dậy, sắc mặt hơi thay đổi. Xảy ra chuyện gì, anh Đông, quán rượu ở tỉnh Lỵ bị người ta đập rồi. Đoàn Bảo Đông nhíu mày, ai dám to gan đến vậy? Không biết, hay là anh đi xem sao? Đoàn Bảo Đông nghĩ một hồi, tỉnh Lỵ không bằng Đông Hải, chúng ta không quen người bên đó, gọi mấy anh em đi cùng, tôi với cậu đi một chuyến. Bên kia, Bùi Lương đang ôm gái vui đùa, sau khi nghe điện thoại cũng nhíu mày. Quán karaoke ở tỉnh Lỵ bị người ta bao vây. Bọn họ không biết đó là địa bàn của Bùi Lương tôi sao? Tên đàn em ở đầu bên kia nói, Bùi đại ca, người ta nói, thứ mà người ta muốn đập chính là địa bàn của Bùi Lương anh. Mẹ kiếp, muốn chết à, gọi người cho tôi. Bùi Lương nổi giận đùng đùng, ông ta dễ kích động hơn Đoàn Bảo Đông, liền gọi mấy tên đàn em phóng xe đến tỉnh Lỵ. Xử lý được xong hai tên phụ tá đắc lực xong, trên quốc tế cũng có biến. Hà Niệm Anh lúc này nửa đêm vẫn chưa ngủ, Tiết Đại Lâm đứng cạnh cũng lo lắng. Mẹ, muộn thế này rồi, hay mẹ đi ngủ trước đi. Hà Niệm Anh nhíu mày mãi, sao mẹ ngủ được, nước y không biết uống nhầm thuốc gì mà cứ nhầm vào chúng ta. Cổ phiếu của bất động sản Hà Thị tụt dốc, toàn bộ mặt hàng xuất khẩu đều bị chặn lại, mặc dù thị trường trong nước vẫn rất ổn nhưng Hà Niệm Anh cũng đầu tư rất nhiều ở thị trường nước ngoài, bây giờ bị ông trùm dầu mỏ nước y nhầm vào, nên rất khó khăn. Hà Niệm Anh gọi điện thoại cho Mạnh Văn Cương. Văn Cương, chỗ sư huynh có xảy ra chuyện gì không? Mạnh Văn Cương thở dài một hơi, đừng nói nữa, toàn bộ hàng xuất khẩu của tôi đều bị chặn lại. Sư muội cũng biết đấy, xuất khẩu chiếm một nửa trong việc buôn bán của tôi, đây rõ ràng là muốn nhằm vào tôi mà. Hà Niệm Anh nhíu mày, không chỉ tôi, mà còn là sư huynh nữa, cũng không biết là ai lại có quyền như vậy. Thế này đi, tôi với sư huynh cùng đến thủ đô một phen, nếu thực sự không ổn. Chúng ta bảo nhị sư huynh tìm chút quan hệ hỏi xem, rốt cuộc là chúng ta đắc tội ai. Được, tôi cũng nghĩ như vậy. Tí nữa tôi phải người đón sư huynh, chúng ta ngồi máy bay riêng của tôi đi. Chưa đến một tiếng sau, hai người đã xuất phát. Mà lúc này, Tôn Kiến Dân cũng nhận được tin phải đến tỉnh khác họp. Nhà họ Thư và nhà họ Hoa này dốc hết sức. Tất cả quan hệ của Tần Lâm đều bị phân tán trong lúc này. 3 giờ sáng, khi mọi người còn đang ngủ say. Nhà họ Thư và nhà họ Hoa cuối cùng cũng chuẩn bị ra tay. Thư Kim Liệt và Hoa Thành đem theo 20 mấy tên thuộc hạ, lặng lẽ đi đến trang viên Thanh Mai. 20 mấy tên thuộc hạ này rất giỏi, nhà họ Thư và nhà họ Hoa đã tiêu một đống tiền để nuôi bọn họ, đa phần đều là lính đánh thuê từ nước ngoài, thân thủ rất tốt. Vệ sĩ của Tần Lâm ở trang viên Thanh Mai đều là người thường, thực ra giới vệ sĩ không lớn, giữa các vệ sĩ cũng từng nghe qua về nhau. Trong bọn họ có bao nhiêu tầng lớp? Dường như trong phút chốc đều có thể phân biệt được. Tần Lâm vốn không cần vệ sĩ,
vệ sĩ trong trang viên cũng là do Hàn Niệm Anh mời đến, chỉ dùng để bảo vệ giữ gìn trật tự trang viên mà thôi. Thư Kim Liệt và Hoa Thành chuẩn bị ra tay, lặng lẽ lái xe, dừng xe ở một chỗ cách chân núi Thanh Mai 5 cây số rồi đi bộ vào. Tần Lâm lúc này cứ như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên tỉnh giấc. Chú hai Tần vội vàng hỏi, Tiểu Lâm, cháu tỉnh rồi, cháu không sao chứ? Tần Lâm hít sâu một hơi, mặc dù vô cùng yếu ớt nhưng đã có thể nói và miễn cưỡng đứng dậy đi lại. Chú hai, cháu không sao, khi cháu bị thương, ngoài mấy người ở đây còn ai biết không? Chú hai Tần nói, cháu yên tâm, đều là người của mình, người ngoài không đến, chỉ có Trúc Minh của nhà họ Trúc ghé qua. Tần Lâm nhíu mày, Trúc Minh, ông ta có thấy bộ dạng của cháu không? Chú hai Tần gật đầu, có, Trúc Minh không cẩn thận xông vào, có điều chú đã bảo với ông ta là cháu chữa bệnh cho chú nên bị mất sức thôi, không làm sao cả. Tần Lâm lắc đầu, chú hai, chú chưa tiếp xúc với bọn họ, nhà họ Trúc bây giờ không còn về phe với chúng ta nữa, Trúc Minh lòng dạ hẹp hòi, bọn họ đều muốn trừ khử chúng ta. Không ổn, cháu phải sắp xếp một chút. Nói xong, Tần Lâm bắt đầu gọi điện thoại. Đầu tiên gọi cho Đoàn Bảo Đông, kêu một lúc nhưng tự động tắt do không có ai bắt máy. Cú thứ hai gọi cho Bùi Lương, cũng kêu nhưng không có ai bắt máy. Cú thứ ba gọi cho Mạnh Văn Cương tắt máy rồi. Tần Lâm không tiếp tục thử nữa, ba người liên tiếp gặp vấn đề, có vẻ như có chuyện rồi. Đặc biệt là Mạnh Văn Cương, đây là số máy cá nhân của Mạnh Văn Cương, không tắt máy, nếu điện thoại của ông ấy mà tắt máy, chỉ có một số tình hình đặc biệt, một là ngồi máy bay. Hai là bị người ta bắt cóc, dù là trường hợp nào thì cũng có vấn đề. Với Trúc Minh, Tần Lâm hiểu khá rõ về ông ta, mặc dù ông ta không có đủ bản lĩnh để trong thời gian ngắn diệt trừ hết phe cánh của Tần Lâm nhưng ông ta có thể truyền tin. Tần Lâm nghĩ một lúc, có lẽ nhà họ Thư và nhà họ Hoa ra tay rồi, chú hai, không thể chần chừ nữa, chúng ta mau đi thôi. Chú hai Tần thông minh hơn người, Tần Lâm đã nói như vậy, ông ấy lập tức hiểu, vội vàng căn dặn. Tiểu Nghiên, em đưa mọi người xuống núi, tìm một khách sạn thuê mấy phòng rồi núp ở đấy, nhớ kỹ phải tìm chỗ nào không có camera giám sát, hơn nữa không cần chứng minh thư, nếu bọn họ không đồng ý thì cho bọn họ thêm ít tiền, có tiền sẽ không thành vấn đề. Tần Lâm gật đầu, tất cả quản gia, bảo mẫu, vệ sĩ đều trốn đi, có thể về quê thì về quê không thì có thể ra tỉnh khác, bây giờ lập tức hành động. Mấy người này mặc dù không có quan hệ máu mủ với Tần Lâm nhưng một khi bị người khác tóm, cũng không tránh được cảnh bị tra khảo, để tránh việc bọn họ chịu tội, Tần Lâm vẫn dặn dò trước. Tần Lâm gửi tin nhắn cho Diệp Vãn Nhi và Khổng Phàm Lâm, gọi điện không kịp nữa rồi, bọn họ không ở cùng Tần Lâm nên khá an toàn, mấy ngày nay chỉ cần không đến y quán là được. Sau khi tất cả mọi người đều rời đi, Tần Lâm nói. Chú hai, chúng ta chia nhau ra hành động. Chú hai Tần không biết lấy đâu ra một chiếc xe lăn, ấn Tần Lâm ngồi trên ấy. Nói vớ vẩn gì vậy? Bây giờ cháu như vậy còn hành động được sao? Hai chúng ta đồng sinh cộng tử nói xong, chú hai Tần đẩy Tần Lâm xuống núi. Trang viên Thanh Mai nằm ở chân núi Thanh thể loại mai, nếu như có người ra tay, nhất định sẽ đi từ dưới lên, bọn họ chạy lên đỉnh sẽ có thể trốn được. Tần Lâm cũng không biết nói gì, anh không muốn làm liên lụy đến chú hai, có điều đã vậy rồi thì cũng không còn cách nào khác. Vì cứu chú hai, bây giờ anh mới yếu ớt thế này. Từ khi Tần Lâm trở về đến nay, đây là lần đầu tiên yếu như vậy, khi anh về Đông Hải vẫn luôn trong tình thế tốt nhất. Bắt đầu từ nhà họ Đường, xử lý dần dần, rồi giết chết nhà họ Tề, tam đại gia tộc vốn đứng đầu Đông Hải không dám ho he, thậm chí nhà họ Thư và nhà họ Hoa còn không dám ra đường. Hai đại gia tộc còn sót lại này đang chờ chết, trước kia Tần Lâm chưa giết bọn họ là muốn cho bọn họ cảm thấy sự sợ hãi, để hành hạ bọn họ về mặt tinh thần một chút. Không ngỡ hai gia tộc này lại có thể nắm được thời cơ để phản kích. Không thể nào ngỡ được Trúc Minh chó má lại là nhân tố quan trọng. Thư Kim Liệt và Hoa Thành đến chân trang viên Thanh Mai, tất cả mọi người lặng lẽ dùng dây thừng leo tường, nhảy xuống ngồi xồm ở góc tường, lấy ra máy đo hồng ngoại, quan sát một lúc rồi nhíu mày nói. Ông hai, không có người. Thư Kim Liệt nhíu mày, không có ai. Một người cũng không có. Trang viên Thanh Mai làm sao có chuyện không có ai được. Ông hai, không có một ai. Thư Kim Liệt nghĩ một hồi, không ổn. Bọn họ chạy rồi. Anh Hoa, chúng ta chia ra đuổi theo, chỉ có cơ hội lần này, chúng ta nhất định phải bắt được nó, nếu như để cho thằng nhãi đấy chạy mất, hai nhà chúng ta sẽ không ngóc đầu lên được. Được, 20 tên thuộc hạ chia làm hai tốp, 10 tên theo Thư Kim Liệt, 10 tên theo Hoa Thành, chia làm hai đường lên xuống.
Hoa Thành đem người xuống chân núi, Thư Kim Liệt lại đem người đuổi lên trên, đuổi được mấy bước, Thư Kim Liệt nhìn thấy dấu xe lăn trên mặt đất. Có vẻ như tên họ Tần chạy lên trên núi rồi, đuổi theo cho tôi. Đám Thư Kim Liệt bắt đầu dốc sức đuổi theo, chú hai Tần đầy Tần Lâm, tốc độ không bằng bọn họ, lên đến đỉnh núi thì bị đuổi kịp. Thư Kim Liệt nhìn thấy Tần Lâm ngồi trên xe lăn và chú hai Tần đứng đằng sau, nở nụ cười lạnh lẽo. Tần Phi Vũ, nếu như mày vẫn chưa chết, có vẻ như năm đó tạo ra tay nhẹ quá rồi. Tần Phi Vũ mỉm cười, Thư Kim Liệt, tao vẫn chưa tận tay giải quyết mày, đương nhiên không thể chết được. Năm đó Thư Kim Liệt là người đứng đầu vụ giết hại 18 người của nhà họ Tần, kẻ thù gặp nhau, mắt long sòng sọc. Mưỡi thuộc hạ bắt đầu tản ra, vây hai người Tần Lâm lại, chặn đường xuống núi của bọn họ, đằng sau chỉ có vực sâu vạn trượng. Trên mặt Thư Kim Liệt viết hai chữ, âm hiểm, nhìn thấy Tần Lâm ngồi trên xe lăn, cười khầy. Thằng nhãi, mày hành hạ bọn tao suốt, 10 năm trước cả nhà mày chết trong tay bọn tao, không ngờ hôm nay chủ cháu lại dẫm lên vết xe đổ. Tần Lâm ngồi trên xe lăn, không nói gì, hình như nói không ra lời. Thư Kim Liệt thấy vậy càng chắc chắn hơn, đánh mắt với mấy tên thuộc hạ chuẩn bị ra tay. Mười tên vệ sĩ đều là kẻ tàn ác, Thư Kim Liệt rất yên tâm, cầm trong tay một con dao, xông đến chỗ Tần Phi Vũ. Hai chú cháu này, trước mắt mà nói chỉ có Tần Phi Vũ tương đối nguy hiểm, Tần Lâm ngồi trên xe lăn yếu ớt vô cùng, không làm được gì, nhưng Tần Phi Vũ trông có vẻ rất khỏe mạnh, giải quyết xong Tần Phi Vũ, nhà họ Tần sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Thư Kim Liệt xông lên, nhưng vẫn trốn sau lưng một tên thuộc hạ, dù sao cẩn thận vẫn hơn, tuy nhiên khi cả bọn xông lên, Tần Lâm đột nhiên giơ tay. Một cây kim bạc sáng lóe màn đêm bay ra, vèo, kim bạc xé rách không trung, đâm xuyên qua cơ thể của tên thuộc hạ, xuyên vào ngực đến tim, xuyên qua cả cơ thể, sau đó đâm vào ấn đường của ông ta. Thư Kim Liệt trợn tròn mắt, ông ta không ngờ rằng, Tần Lâm bị như vậy rồi mà vẫn có thể lấy mạng ông ta xuyên qua người khác. Cây kim của Tần Lâm có thể giết người một cách vô hình, cây kim này đâm vào chỗ quan trọng trên cơ thể ông ta, dù có là thần Đại La thì cũng không cứu nổi. Tên thuộc hạ bị kim xuyên và ông ta đều chết, mấy người còn lại thay đổi sắc mặt, nhanh chóng xông lên. Bọn họ từng được huấn luyện nghiêm ngặt, không có cái gọi là rắn mất đầu thì tan đàn xẻ nghé, biết nếu như không giết được Tần Lâm, tí nữa bọn họ cũng chết. Cho dù Thư Kim Liệt chết rồi, bọn họ vẫn thuộc về sự quản lý của người nhà họ Thư khác, ông hai chết còn có lão gia, vậy nên bọn họ càng không sợ mà ra tay. Sau khi vung kim, Tần Lâm đã hết sạch sức lực, đây là sức lực cuối cùng của anh, chiêu cuối cùng của anh. Chú hai Tần đẩy Tần Lâm, hai người tung người nhảy xuống vách núi. Vách núi này không thẳng tắm, mà nghiêng thoai thoải, hai người lăn một hồi rồi biến mất. Mau gọi điện cho Tổng Giám Đốc Hoa. Một tên thuộc hạ lập tức gọi cho Hoa Thành, báo lại tin này, Hoa Thành lập tức lo lắng, vội vàng quay đầu đi qua sườn núi phía bắc của núi Thanh Mai. Ngã xuống vách núi này vẫn còn có thể chết, nhưng tỷ lệ không phải 100%. Cùng một lỗi, bọn họ không thể lặp lại hai lần. 10 năm trước bọn họ quá sơ suất mới có thể để hai tên Tần Lâm và Tần Phi Vũ này chạy thoát. Chỉ một Tần Lâm đã khiến bọn họ gặp nhiều phiền phức lắm rồi, lần này nếu không đuổi tận giết tuyệt, e rằng sẽ gặp nhiều phiền phức hơn. Lúc này hai chú cháu Tần Lâm và Tần Phi Vũ sau khi lăn xuống sườn núi, hôn mê nằm trên mặt đất. Ở phía xa, một ông lão mặc áo trắng cả người tỏa ra khí chất tiên phong đạo cốt đang cưỡi một con bò thong dong đi đến. Nhìn thấy Tần Lâm ngất trên mặt đất, ông lão cười. Tên nhãi, con cũng có ngày hôm nay. Nói xong, ông lão lấy chiếc hồ lô đeo trên cổ con bò, mở ra, cho Tần Lâm uống một hớp. Trên chiếc hồ lô viết hai chữ Hiên Viên Hoa Thành lái hai chiếc xe, thêm thuộc hạ, tổng cộng 11 người, hai chiếc Land Rover phóng như bay đến chân núi. Chẳng mấy chốc đã đến chỗ mà mấy tên vệ sĩ miêu tả, nhìn thấy đám Tần Lâm. Lúc này Tần Lâm và Tần Phi Vũ đang nằm trên mặt đất, toàn thân đầy vết thương, mà có một ông lão cưỡi bò đứng bên cạnh, ông lão mặc quần áo trắng, trông có vẻ rất tiên phong đạo cốt, trông như thần tiên vậy. Tổng Giám Đốc Hoa, làm gì bây giờ? Hoa Thành là loại độc ác vô cùng, đừng bảo là ông lão, dù là phụ nữ trẻ con, trong mắt ông ta cũng chỉ như cỏ rác. Xông lên, đâm chết hết cho tôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 16.